Cái Phật pháp á, cho chúng ta một cái nhìn, cho chúng ta một cái thấy, mà cái thấy này nó thấy thông suốt. Cái thấy thông suốt để làm gì? Để chúng ta sống thoải mái, sống nhẹ nhàng, sống không có ràng buộc. Mà nói như vậy không phải là sống buông lung nha. Thấy rõ để sống đúng chứ không có sống buông lung. Thí dụ thấy tiền là bạc thì đâu có nghĩa là phung phí. Thấy tiền là bạc cho nên xài cẩn thận, cái gì đáng thì xài, không có đáng là không dùng. Mà thậm chí thấy đời nó thay đổi cho nên mình sống mình cũng phải chuẩn bị. Đức Phật dạy tiền của chia 5 phần. Đầu tư một phần, cho người thân một phần, bố thí một phần, rồi để dành một phần, để cho mọi cái công việc khác một phần. Trên Đức Phật dạy tiền của có cũng không bo bo giữ, vì nó có phải của mình đâu. Mà nhiều khi mình giữ cho thật nhiều mà chỉ một trận sóng thần, lửa cháy, giặc cướp thì cũng mất hết. Tại vì tiền của vốn không phải của mình. Cho nên á, trong cái pháp quán, trong cái pháp mà 10 cái chỗ nương tựa mà mấy ngày nay mình, 2 ngày nay mình học, có một cái nương tựa là phải nương tựa vào một sự việc rằng thấy tất cả các pháp, không pháp nào trụ yên một chỗ cả. Nè quý vị thấy không? Ngày hôm qua tuyết đầy, sáng nay tuyết tan. Ngày hôm qua mình thiệt là vui, hôm nay mình thiệt buồn. Cho nên cái sự không có một cái hiện tượng nào đó yên cả. Chính mình thấy như vậy cho nên tâm mình bình an lắm. Nghĩa là không phải việc gì nó đến cái mình thờ ơ, mình lãnh đạm với nó, không phải. Vẫn đối diện để giải quyết, vẫn có phải làm tất cả việc, nhưng mà nó không có đủ khả năng, nó làm cho mình sao khổ lụy nữa. Đó là cái đức tánh của Như Lai. Như Lai có 6 nghĩa: viên mãn, vô cấu, trong đó có một nghĩa là bất động. Bất động nghĩa là việc gì đến Như Lai vẫn giải quyết hết á, nhưng mà bất động. Thí dụ bây giờ con nó chạy vô, nó nói má ơi hồi nãy con đi đường, đường trơn quá con đụng xe. Mình bị động liền, rồi xe có sao không? Không hỏi con có sao không. Chính những cái động đó dễ mất tình cảm lắm. Sao ông hỏi tôi có sao không? Ông hỏi tụi con có sao không? Hỏi có xe có sao không? Thấy mình động không? Mà động cái vật chất. Chứ mình không hoạt động đến con người. Mà cái đạo Phật là chỉ cho mình sống cái đó đó. Nghĩa là mình nghe một cái tin hung như vậy đó, rồi mình bị động. Mà mình bị động rốt cuộc, động không phải là mình động cái gì mà mình coi vật chất nó nặng. Rồi mình động lòng trắc ẩn bởi vật chất. Có nhiều khi mình giỡn với nhau, cái người đó người ta đi, người ta đụng tường cái rầm, cái mình làm nó trời, cái tường với nó có lộn không. Mình quên người ta đang đau thế này thế kia. Nhiều khi trong cuộc sống những cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Có một cái chú đó, vợ phone về, ông ơi ông tôi bị đụng xe rồi. Cái ông liền hỏi cái xe có sao không, cái bà nói xe không sao mà tôi sắp chết. Một tiếng chuông nhắc đó, nhắc mình á, giữa khi mình sống vậy. Chơi có nhiều người con á, đi làm trưa về gọi thăm mẹ, bà già vừa bắt phone lên, má con chó ăn chưa má. Bà già nói dạ tôi cho con chó ăn rồi, tôi chưa. Rồi đôi khi mình sống trong cuộc đời là mình cứ như vậy. Thì cho nên á, Phật là tỉnh, là giác. Và tại sao trong Phật có con mắt ở đây? Đức Chuẩn Đề có con mắt ở giữa nè. Con mắt ở giữa là tượng trưng cho con mắt tuệ. Con mắt thông suốt mọi sự, mọi vật. Cho nên nhiều khi trước khi mình nói cái gì đó, mình phải cẩn thận coi mình nói câu đó nó ảnh hưởng đến cái tâm của người ta như thế nào, cái tâm ý người ta như thế nào. Hôm qua giờ mình học á, nương vào tâm Bồ đề, nương vào thiện tri thức, nương vào thiện căn,
nương vào gì nữa? Ba la mật, đại nguyện, phải không? Rồi đại hạnh lành của mình, phải không? Rồi mình nương vào gì nữa? Nương vào các vị Bồ Tát. Tại vì các ngài là cái nơi mà chúng ta có thể cùng tu cùng học. Bây giờ cái thứ chín mình nương là gì? Nương vào sự cúng dường chư Phật, vì nó giúp ta lòng tin thanh tịnh. Chữ cúng dường là gì? Chữ cúng là nói trại từ cái chữ cung, chứ nếu nói đúng là chữ cung mới đúng. Chữ dường á, nói trại từ chữ dưỡng. Nếu mình nói cho đúng là cung dưỡng, nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Ví dụ ở Việt Nam á, hàng tháng mình gửi tiền đều đều về, đó là cúng dường đó. Cung cấp người thân để dưỡng nuôi người thân, vậy là cung dưỡng. Có phải mình sống hàng ngày với nhau mình đang cung dưỡng nhau không? Đang cung dưỡng nhau đó. Nhưng mà cung dưỡng nó có ba cách cung dưỡng. Tài cung dưỡng, pháp cung dưỡng, hạnh cung dưỡng. Chưa chắc mình cho người ta tiền mà cái cách hành xử mình ta hạnh phúc. Cho nên nhiều khi mình cho người ta tiền á, mình chỉ cung thôi. Mình dưỡng thôi. Dưỡng cái gì? Dưỡng cái thân người ta thôi. Nhưng mà mình làm tổn thương cái tâm người ta lắm. Tại vì mỗi lần mình cho mà mình nói nặng, nói nhẹ người ta, mình hạch sách người ta. Cho nên cẩn thận. Mỗi một cái hành, mỗi một cái vật gì mình đem đó, đó mình phải make sure, mình phải chắc chắn rằng nó đủ, nó hàm đủ ba ý nghĩa trong đó. Đây là tài này. Đây là tài, tài cung dưỡng. Rồi cái cách thức mình đưa gọi là pháp cung dưỡng. Cái đại lễ này đó, mình có đủ ba cái cung dưỡng đó. Phật tử cúng dường kẻ hoa, người trái, kẻ đậu hũ, người mì căn, tài cung dưỡng. Rồi tổ chức tu hành như quý thầy ra, quý thầy pháp thoại là pháp cung dưỡng. Rồi mỗi người, mỗi việc làm gọi là hạnh cung dưỡng. Rồi bây giờ đại chúng thấy không? Ngày nào chúng ta cũng cung dưỡng Phật hết á. Vì cái cách sống của mình làm sao để cho người ta cảm nhận được Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu. Trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Khó tìm cầu. Mình sống sao, mình hành xử sao để người ta thấy trong người mình bây giờ là quả thật là một con người của Phật pháp. Nếu mà nói cúng Phật có 6 thứ. Hoa là 1, quả là 2, đèn là 3, hương là 4. Là gì nữa? Nước là 5. Phải không? Thân tâm của mình nữa. Chứ mình có thân tâm mình cúng đèn. Nên quý vị nhìn bằng thờ, trái cây có, nước có, đèn có, hương có. Phải không? Có đủ hết những cái phẩm vật để dân cúng. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu thân và tâm mình có mặt ở đó, cũng giống như hàng ngày vậy đó. Hàng ngày mà mình nuôi một cái người đó, mình không có mặt cho người đó thật sự, tâm mình không có cho người đó, lòng mình không có cho người đó, thì họ chỉ cảm nhận cái gì? Họ chỉ nhận cái vật thực thôi. Nhưng mà họ không nhận được tấm lòng. Cho nên ví dụ như một người cha mà cung cấp tiền cho con đó, tháng nào cũng vợ chồng ly dị rồi chia tiền, rồi mỗi tháng người cha cung cấp mà chỉ gửi tiền cho mẹ của bé mà không có một cái lời hỏi han thăm hỏi lân mẫn. Mình cho đứa con nó của nhưng mình chưa cho nó được cái tình, mà cái đó là cái nó thiếu. Mà mai mốt nó lớn lên, nó sống trong cái hoàn cảnh đó rồi, nó cũng y hệt nó làm cái điều đó. Và thậm chí mình già nó không tới thăm. Phải không? Bất quá là hàng tháng, nếu nó còn nghỉ tình, hàng tháng nó phụ tiền vô nhà dưỡng lão đó, nó đâu có tới thăm. Bởi vì mình chưa có cho nó cái gì gọi là thăm, cái gì gọi là viếng. Cho nên mình không cung dưỡng người ta thì sao ta cung dưỡng mình? Mà nếu nói trong cuộc sống của mình, rõ ràng mình sống, mình cái cách sống của mình là một cách cung dưỡng. Ví dụ như mình tưới cây, cây nó có cung dưỡng mình không? Có. Nó cho mình cái tháng khí, oxy.
Rồi mình cũng nuôi dưỡng cây. Cây mà không có người mình sống, cây nó khô. Có con người mình về, mình sống gần gũi, tự nhiên cây nó xanh lên. Cho nên nhớ, mình bà con quyến thuộc với nhau. Đây, mình là, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói, quyến thuộc nhiệm màu. Sáu thứ quyến thuộc. Trong có, trong này có một cái, mình là bồ đề quyến thuộc. Không có máu mủ gì hết á. Nhưng mà thương nhau lắm. Thấy nhau, thấy người kia ngủ lạnh là mình kiếm mền mình đứa. Cho nên mình á, cái bộ cái quyến thuộc này là ăn bền mặc chắc. Tại vì quyến thuộc này đến đây không vì danh, vì lợi, vì tiền của gì cả. Còn cái quyến thuộc thế gian thì đôi khi vì những cái đó mà nó có thể xa cách. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta cần lắm hai chữ cung dưỡng. Đừng nghĩ rằng chúng ta đem tiền của lên chùa mới kêu cúng dường nha. Mỗi ngày trong cuộc sống của mình, gặp nhau một lời chào cũng là cúng dường đó. Tại vì nhiều lúc người ta không có cần gì hết, người ta cần chút quan tâm của mình thôi. Người ta chẳng cần cái gì của mình đâu, người ta cần mình quan tâm chút thôi. Thấy cái rổ áo quần dơ mà mình đem đi giặt giùm cho vợ, hay là vợ giặt giùm, con cái giặt giùm cho cha mẹ thôi, cha mẹ hạnh phúc lắm. Là vì cái đó nó nuôi dưỡng nhau. Quý vị thấy là những các thầy tu sống trong cái tình huynh đệ. Bởi vì mình rời xa cha, xa mẹ rồi, mình vô chùa, mình sống với huynh đệ đồng tu. Mình không thương nhau, mình không nuôi dưỡng nhau thì sống làm sao đây? Cho nên một thầy bệnh thì một thầy khác chăm sóc. Có một lần, có một vị tôn giả bệnh. Hôi hám đến mức độ Đức Phật đi ngang phòng mà cái mùi xú uế nó tỏa ra. Đức Phật ngửi khó chịu, Đức Phật vô và hỏi thầy sao vậy? Nói và bạch Đức Thế Tôn, con đang bị bệnh. Mà hôm nay con bị kiết lỵ rồi, con tiêu chảy, con chay chét ra đây. Hỏi các thầy khác đâu mà sao không chăm sóc thầy? Nói ra các thầy khác gớm nhòm bỏ đi chỗ khác ở hết trơn rồi, qua phòng khác ngủ hết rồi. Phật mới hỏi rồi lúc mà thầy còn khỏe, các thầy khác bệnh thầy có chăm sóc không? Nói dạ không. Lúc đó Đức Phật tự tay, Đức Phật nói với Ngạ Nan, lấy nước vô Đức Phật lau chùi cho vị thầy đó. Thì các thầy mới nói, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là thầy thôi, Đức Phật sai được rồi, đừng có làm. Nói một Đức Phật không hề từ chối một công đức nhỏ nào. Đâu phải làm Phật rồi khỏi làm việc. Không, nhiều khi làm Phật làm việc còn hơn nữa. Đâu phải chủ nhà hàng rồi không work hard đâu. Nhiều khi chủ nhà hàng làm còn cực hơn nữa. Mình làm chủ nhiều khi mình phải làm nhiều hơn nữa. Nhân viên hết giờ họ về, chứ mình làm chủ mình ngồi, mình làm cho đến hết việc. Cho nên làm lớn phải làm nhiều. Giống như một vị trụ trì, chúng ở trong chùa có thể đi ngủ chứ trụ trì là chưa được à. Trụ trì là phải make sure everything còn nguyên. Gọi là trụ đó. Còn cái nào mà nó rơi rớt ra ngoài, kéo nó về kêu trì. Giữ nó. Đức Phật lau chùi cho vị đó. Và cuối cùng Đức Phật thuyết một bài kinh. Năm phương pháp người bệnh phải tuân hành nếu được người chăm sóc. Và năm cách người bệnh, người chăm sóc bệnh phải làm, phải thực hiện cho người bệnh. Pháp Hòa có nói cái bài đó. Ở Boston có cái bài đó, có tên là chăm sóc người bệnh. Mình bệnh mà mình không nghe lời người ta, mình bướng bỉnh thì ai chăm sóc mình? Rồi mình chăm sóc người ta mà mình thiếu cái sự cảm thông, mình hạch sách cái người bệnh thì làm sao người bệnh hết bệnh? Thân bệnh thì không bao nhiêu mà tâm bệnh thì càng nhiều. Hay vô cùng. Cái đó là dưỡng chứ gì nữa. Mình cho người ta mà mình phải để ý cái cảm giác của người ta nữa. Mình để ý tới cái cảm xúc của người ta nữa. Cho nên tu Phật là sao? Nhiều đó thôi. Phật Pháp cho con người chứ không phải cho đâu xa xôi. Chỉ cần mình sống mà mình luôn luôn mình có chánh niệm như vậy, mình đang chăm sóc một người bệnh. Có một em đó, ba nó bệnh gan. Thì bác sĩ nói trước là khi mà vô thuốc này á, là có 101 cái side effect, cái symptoms. Thí dụ như người đó sốt,
nóng tánh tùm lum hết, mà nó đã ready rồi đó, vậy mà nó chịu vẫn không nổi. Ba nó la chửi mỗi ngày, mỗi lần như vậy nó phone Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa chỉ khuyên nó thôi, ráng đi, thầy đã qua rồi, hồi xưa sư ông cũng bệnh như vậy đó, mà thầy chịu trận sư ông một năm trời đó, mà y á, hồi thầy viện chủ bệnh gan cũng vậy, khi mà vô thuốc có đêm ngủ không được, và khi người ngủ không được, ăn không được, cái người nó khó chịu và nó có thể nổi quạo với người xung quanh rất dễ dàng. Bây giờ đệ tử Phật tử tại gia mà tới mà mình la họ, họ bỏ chùa sao? Thôi la mấy ông thầy trong chùa để cho nó khỏe. Mà cái người chịu trận là Pháp Hòa. Một năm trời như vậy. Nhiều khi đang ngủ vậy, thầy mở cửa phòng mình ra, thầy bật đèn lên, thầy la mình đủ chuyện mà không, mình không biết chuyện gì hết. Lúc đó mình chỉ ngồi yên, cũng giống như là mình đang nghe sấm vậy đó. Nhưng mà qua rồi thì thầy dịu xuống, thầy hiểu. Cho nên mình chăm sóc một người bệnh, mình phải hiểu, mình phải cảm thông. Và chính giây phút đó mình đã cúng dường cho họ. Cho nên nhiều khi cái người chồng đang nóng, người vợ im lặng là một sự cúng dường. Mình đừng có cung cấp dưỡng nuôi xăng dầu cho ông nữa. Ông giỏi quá, ông nói đi, ông làm đi. Thì cái đó là mình cung cấp dưỡng nuôi mà xăng dầu, chứ đâu có phải là cam lộ, đâu phải là nhành dương nước tịnh gì đâu. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống này, những gì Phật nói trong kinh không phải là những cái chuyện để có Bồ Tát làm, không phải để cho các thầy tu làm. Trong chùa nó cũng khác ngoài đời, bất quá là ở trong này xem style với nhau vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cái tâm niệm phàm phu đem vô trong này thì nó y hệt thôi. Cũng mà nhiều khi còn phức tạp hơn nữa, tại vì nhiều khi mình á, cưới một người vợ, cưới một người chồng, có khác là khác con người về trong nhà đó thôi, còn ở trong chùa tứ xứ vô, nội nam bắc là đã bánh bột lọc với lại canh chua là đã đó, bao nhiêu đó thôi là mình thấy rồi. Nhưng mà nếu mình không nhận ra được, mình không nhận ra được là mình không sống được đâu. Chứ trong một cái gia đình đó, nhiều khi anh chị em đông rồi cưới vợ cưới chồng khác miền với nhau, trời ơi, tới hồi ngồi lại thôi, bánh xèo cũng có mà bánh khoái cũng có, bánh đúc chấm nước tương bần cũng có, đủ các cái mùi vị. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn hiểu một điều rằng chúng ta sống sao để mà dưỡng nuôi nhau. Thậm chí chết rồi vẫn cúng à. Quý vị thấy không? Chết rồi vẫn bày lên cúng mà. Cúng dưỡng nuôi ai? Không phải dưỡng nuôi cái người chết đó đâu. Dưỡng nuôi người còn sống. Nếu không cúng thì nó biết văn hóa truyền thống gì nữa mà nó giữ, nó nuôi dưỡng cái này. Cho nên cúng dỗ là một hình thức dưỡng nuôi con cháu để nó vẫn biết được truyền thống tổ tiên, chứ chẳng phải là mê tín. Mà nói cho cùng coi, đúng là dưỡng nuôi mình. Mình thích món gì cúng món nấy à. Khoái cà ri là nấu cà ri cúng, mà khoái canh chua là nấu canh chua cúng. Nhưng mà cúng để làm gì? Nếu không cung cấp dưỡng nuôi thì con mình nó không biết gì hết. Thì từ từ rễ mất, cành lá sẽ héo. Một khi rễ nó chết thì làm sao thân cây nó còn? Cho nên cúng dỗ là một hình thức để chúng ta giữ cái đạo đức, giữ cái truyền thống, giữ cái văn hóa, chứ không phải mê tín. Ăn thua cách mình biết cúng. Hạnh đó, hồi nãy Pháp Hòa nói đó, pháp tài cúng là mình bày thức ăn, nhưng mà cái pháp cúng và cái hành cúng, cái cách mình cúng như thế nào để cho con cháu nó thấy nhẹ nhàng, dễ chịu trong cách cúng. Trời ơi, mình bày mâm ra cúng đất đai nhân trạch thần hoàng bốn cảnh, bắt nó lại ba phương bốn hướng, xong vô cúng thổ địa thổ thần, bắt nó lại năm lại cho ngũ phương ngũ thổ, rồi bắt nó lại ngũ quyền thất tổ, bắt nó lại người, nó lại riết cái nó thôi con mệt con đi về nha, con không ăn đâu. Rồi lần sau mình kêu nó dỗ, mà một năm mình bao nhiêu cái dỗ mà kiểu đó là không được. Chứ Pháp Hòa đang đề nghị một năm dỗ một lần, dỗ chung một lần nhân cái dịp lễ Thanksgiving. Nó rất là phù hợp với cái ngày lễ phương Tây mà cho các con các cháu mình nó dễ nhớ.
Còn không thì vào dịp cuối năm. Còn cái chuyện mình muốn cúng riêng gì đó cá nhân mình cúng. Nhưng mình phải có một cái dỗ chung để cho tụ họp con cháu trở về mỗi một năm một ngày, để không quên cội nguồn. Rễ mà không tưới thì thiện căn mà có mà không tưới là không được. Quý vị có để có đồng ý là mình mà chỉ cần nghỉ tụng kinh chừng 1-2 tuần là bắt đầu lười rồi đó. Lười á. Cho nên ở trong đó, trong này nương tựa vào sự cúng dường chư Phật. Thứ 10, nương tựa vào tất cả Như Lai, vì các ngài như người cha lành, không ngừng dạy chúng ta. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, Như Lai trong kinh có 6 nghĩa của Như Lai, 6 cái công đức ở nơi một đức Như Lai. Viên mãn, rốt ráo, cứu cánh, vô cấu, bình đẳng, công năng, lợi ích hữu tình. Rồi bây giờ 10 cái đó mình ôn lại đó. Rễ cây á, như là thiện căn. Thân cây là ba la mật. Cành cây là đại nguyện. Lá cây là vạn hạnh. Vạn hạnh là tất cả các hạnh nó sum xuê trên cái cành cây. Trái cây là quả của chư Phật, quả vị chư Phật. Đất để nuôi dưỡng nó ví như vạn hạnh vạn pháp. Ánh mưa nước như thể hiện như lòng tin. Mặt trời ánh nắng không gian như thiện tri thức. Cây cối xung quanh tạo nên một khu rừng nơi có cây bồ đề, cây bồ đề, cây đại thọ nó mọc. 10 cái mà mấy ngày, 2 ngày nay chúng ta đọc. Thôi và đọc cho đại chúng nghe 10 cái đó. Một á, hôm qua ai nhớ không? Một là bồ đề tâm, hai là thiện tri thức, ba là thiện căn, bốn là ba la mật, năm là tất cả các pháp không có thường còn, thứ sáu là nương tựa vào đại nguyện, thứ bảy là công hạnh, thứ tám là gì? Thứ tám là bồ tát, thứ chín là cúng dường chư Phật, thứ 10 là nương tựa các Như Lai. Rồi bây giờ mình đem 10 cái đó, mình ví dụ như sự trồng cây. Thiện căn là rễ cây. Thân căn là ba la mật. Thân cây là ba la mật. Cành là vạn hạnh. Cành là đại nguyện. Lá là vạn hạnh. Đất nuôi dưỡng cây ví như là các pháp. Mặt trời, nước, mưa ví như lòng tin thể hiện trong sự cúng dường Như Lai. Bởi vì nước á, nó tưới cho cây mọc thì cũng giống như mình cúng dường cho Như Lai, cúng dường cho Phật. Mặt trời, ánh nắng, không gian như thiện tri thức, tại vì đó là môi trường làm cho cây sống. Phải không? Mình tu mà không có thiện tri thức làm sao mình lớn lên được. Rồi, gom mấy cái đó lại giống như cái cây mình trồng vậy đó. Ánh sáng, đất, nước, cành, lá, thân, rễ, đủ 10 cái công hạnh này. Vậy thì một cái cây, vậy thì cái gốc của nó là cái gì? Cái rễ của nó là gì? Thiện căn. Cho nên đừng bao giờ làm mất thiện căn của mình. Rồi bây giờ mình nói tôi không biết tôi có không, khỏi cần đi soi căn. Có nhiều người nói đi tôi đi soi căn coi tôi có căn tu không, khỏi cần soi. Sao mà Pháp Hòa nói vậy? Nếu mà quý vị gặp, nếu chúng ta gặp một cái khổ của người ta mà chúng ta biết nói tội nghiệp quá ha, thấy người ta khóc mà nước mắt mình khóc, thì mình rõ ràng mình biết lòng từ bi mình chưa đến nỗi mà. Mình nghe một cái người người ta khổ, mình biết giúp đỡ, khỏi cần soi căn, tự mình soi. Tự mình soi mình biết rằng căn lành mình có, chỉ có cái điều là mình có tưới hay không thôi. Mình cho có làm cho cái rễ này nó mọc hay không thôi. Chứ còn quý vị biết á, cái củ hành mà mình mua, cái hành lá mình mua ở ngoài chợ đó, chỉ cần nếu mình muốn nó còn chút rễ đó, phải không? Nếu mình thật sự muốn trồng cái củ hành đó, đó cắt nó ra rồi cầm nó lên, nó vẫn lên, nó vẫn lên. Rồi thậm chí là mình ăn hột gì mình muốn có nó, mình ươm đó, nó nảy mầm, nó lên cây, mình vẫn trồng được.
Như vậy thì ngay trong cái quả đó mình thấy rõ nó có gì, nó có cái nhân, nó có cái rễ. Cho nên trong chúng ta không người nào mà không có thiện căn cả. Chỉ có điều là chúng ta có biết chánh niệm để làm cho thiện căn đó nó tăng trưởng hay không. Cho nên mình nhìn xung quanh mình đó, đừng có thấy ai là cái người không có thiện căn bồ đề hết á, người nào cũng có đó. Cái quan trọng là mình có, người khác có. Cho nên Phật giáo để hai cây đèn. Làm sao mình không để một cây, ba cây mà hai bên hai cây. Phật có cái tuệ giác này, mình cũng có giống Phật. Hai cây đèn cầy lúc nào cũng bằng nhau. Chư Tổ thường hay định nghĩa câu như nhau, dọc cái lỗ mũi, ngang cái chân mày. Mình với chư Phật là tương đồng như vậy đó. Cho nên mỗi lần mình lễ Phật mình hay đọc đó, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nghĩa là Phật và những chúng sanh sẵn có cái tánh vắng lặng đó. Và cái sự giao tiếp giữa con với Phật đó không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ví như nếu như ở trên này treo một cái đèn bằng crystal, bằng lưu ly, một mình con đứng ở đây, thì nó nếu trên này có 100 tấm kiến thì thân của con cũng ảnh hiện lên đó. Cho nên ngàn sông ngàn nước, nếu có ngàn sông không, mà nếu mà có nước ở dưới này thì nó ẩn hiện hết. Mấy dặm không mây, mấy dặm trời, ngàn sông ngàn nước, ngàn trăng hiện. Nếu mình có ngàn nước ở dưới hồ này thì một ánh trăng trên kia thôi, nhưng mà nó vẫn dội xuống cả ngàn hồ. Phải thấy rõ cái. Vậy thì trong 3 buổi chúng ta học được 10 cái chỗ nương tựa, gọi là sở y. Sở y có nghĩa là chỗ để mình nương. Thí dụ mình nói con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng, là mình nương tựa Tam Bảo. Chồng, vợ nương nhau sống, con cái nương cha mẹ, đệ tử nương thầy, thầy nương đệ tử. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải có một cái chỗ để nương. Thì mình tu cũng vậy. Mình muốn tu tiến thì Phật dạy mình đây là 10 cái pháp để mình nương vào đó, mình đi lên. Trong đó có thiện căn, có bồ đề hạnh nguyện, vân vân. Vậy là mình xong 10 cái phần trong kinh Hoa Nghiêm ha. Bây giờ mình có một vài câu hỏi. Nhân lễ Phật đản, con xin hỏi thầy ý nghĩa của 7 bước chân Đức Phật và tại sao có hoa sen nở dưới chân Phật và ý nghĩa gì? Trước hết á, xin thưa đại chúng là Đức Phật không hề sanh ra một cách đặc biệt như xưa nay mình học. Đức Phật sanh ra rất bình thường như bao nhiêu người khác. Nếu mà một đứa nhỏ sanh ra bật dậy đi 7 bước, mình có dám đứng đó mình nói kính lại Đức Phật hay là mình chạy? Chạy chứ không cách nào mà dám đứng đó trơn. Ôi sao Phật. Nhưng mà thường thường cái này là mình ảnh hưởng. Khi mà Đức Phật, một con người thật, đã được chúng ta kính thờ thì chúng ta phải thần thánh một chút. Để mình thần thánh Phật. Đức Phật sanh ra đi 7 bước. Nhưng mà mình khi mà chúng ta học á, chúng ta hiểu lịch sử và chúng ta hiểu cái này cho nên rõ cái đó. Cái nào mình rõ cái đó cũng giống như là mình người ta đưa cho mình một cái hộp thuốc. Thuốc này thuốc đau bụng. Thuốc này thuốc đau đầu.
Tôi biết tất cả các loại thuốc, cho nên tôi không lầm thuốc nào cả. Mình cũng vậy. Đức Phật lịch sử thì là một con người bình thường. Còn Đức Phật này là Đức Phật gì? Đức Phật biểu hiện. Tại sao các vị tổ lại đưa ra cái thuyết là Đức Phật đi bảy bước? Bởi vì Đức Phật mới sinh là tượng trưng cho cái sơ tâm của mình mới phát. Cũng giống như chúng ta mới bước chân vào cửa tu, cửa đạo vậy. Nhưng này, nếu chúng ta không chịu bước thì chừng nào tới? Cho nên Đức Phật nhỏ bước. Muôn sự muôn vật nhờ cái bước đầu. Đúng không? Mình nói theo người xưa là gì? Vạn sự khởi đầu nan. Có bước gì mình làm mà không gian nan cực khổ? Cho nên trong cái pháp mà tất cả các pháp đừng có bị dính, đừng có khổ đó. Ví dụ như hiện tại chùa Từ Vân đang xây cất đây. Nếu như mà mình xây cất mà nó suôn sẻ, chưa chắc mình biết trọng, quyết quý. Nhưng mà nhờ nó có gian nan, nó có trắc ẩn như vậy thì chúng ta mới quý trọng cái thành quả mình làm được. Trong luận Bảo Vương Tam Muội đó, Đức Phật nói làm sao? Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc mà dễ thành thì lòng kiêu sa thường nổi. Phải không? Nghĩa là khi mình làm việc gì phải cứu xét tâm tánh. Cho nên cái việc gì nó xảy đến với mình, khoan vội trách người, mà mình phải cứu xét tâm tánh. Ví dụ như mình làm đúng luật thì đúng yêu cầu của county, của city thì được giấy phép thôi. Nhưng mà tại mình còn trục trặc trong đó là có những cái mình chưa rồi, thì buộc lòng nó phải đình trệ. Cái chuyện đời nó là vậy thôi. Rồi bây giờ ở đây mình nói, Đức Phật sinh ra đi bảy bước. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái ý nghĩa thứ nhất là bước. Bước nghĩa là mình phải đi tới để nó tới được cái thành quả. Rồi vậy tại sao không 6, 5, 7? Bởi vì con số 7 là con số để nó thành tựu sự việc. Thí dụ như nhạc có mấy nốt? 7 nốt. Chỉ 7 nốt đó thôi mà làm ra tất cả các thể nhạc. Thì 7, con số 7 đó. Cái ý nghĩa thứ hai, chúng sanh chúng ta đang trong vòng lục đạo. Mà nếu chúng ta lẩn quẩn trong lục đạo này hoài, chúng ta ráng bước nữa đi. Một bước đó là bước thứ 7 để nó vượt lục đạo. Hiểu ý số 7 không? Đó là chưa nói tới thất đại. Đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Còn nếu mà nói đệ tử Phật có 7 chúng, chính 7 chúng này đưa đạo Phật. Đức Phật độ cho 7 chúng này. 7 chúng này là gì? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni. 7 chúng đệ tử Phật. Gọi là thất chúng đệ tử. 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Và Đức Phật ra đời nhằm độ và có được 7 chúng đệ tử này. Bây giờ nói hoa sen. Đúng ra hoa sen có 8 đức tính. Quý vị muốn biết thì quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói về cái bài ý nghĩa hoa sen. Ở đây Pháp Hòa ví dụ một vài cái. Thứ nhất, hoa sen có một đức tính là bất nhiễm. Ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà nếu không có bùn thì không có sen. Cũng như thế, không có đau khổ, chúng ta không biết hạnh phúc là gì. Nếu những lúc, những ngày mà đói rã ruột, lúc được ăn mới biết trời ơi, ăn là hạnh phúc. Mà lúc đó ăn gì cũng thấy ngon. Còn ăn mà chê là tại vì mình bưa rồi, tại vì mình ngán rồi. Chứ còn mà đói thử coi, cái gì cũng ngon hết. Hoa sen cái đức tính là không có nhiễm ô. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta thành Phật dễ dàng nếu không có trắc trở. Cái người
Có người mà càng trắc trở thì người đó dễ thành tựu. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái đơn giản nha. Dễ gì mình tu mình khi mình không khổ không? Sức mấy. Khổ chừng nào tu nhiều đó. Khổ, khổ quá trời quá đất rồi, bây giờ phải làm sao? Phải tu thôi. Tại vì giờ mình chỉ có tu mới hết khổ thôi. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê mình không biết xài tiền thì tiền nó là tiền thôi. Cho nên vì tiền mà chúng ta mất nghĩa. Nhưng nếu chúng ta ngộ rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái tiền nó còn có cái tình, còn có cái tâm, thì tại sao chúng ta để tiền nó chi phối? Thấu được lẽ đó rồi thì chúng ta bớt khổ và thậm chí chúng ta chấm dứt đau khổ. Đừng làm khổ cho nhau nữa vì chữ tiền. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Không có sen sao có bùn? Không có bùn sao có sen? Chỗ nào có sen là chỗ đó có bùn. Nhưng mà đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Mặc dù ở trong bùn, nhưng hoa sen có thể làm cho hồ nước sen trong vắt. Đặc biệt vậy đó. Bùn nhơ như vậy đó, mà hãy trồng sen vô rồi là sen nó khả năng nó lóng bùn xuống, nước trong. Đó là cái đức tính thứ hai của sen. Một người sống trong đời cũng vậy. Nếu chúng ta có thiện căn, nếu chúng ta có tỉnh giác, đi tới đâu phải làm cho chỗ đó trong sáng, chứ không được quậy đục ngầu của chỗ đó lên. Đem theo ký phèn đục lóng. Người ta đang gây gỗ, mình phải tới mình nói sao cho người ta lắng xuống, chứ không có quậy thêm lên. Sao bữa đó chị không kêu tôi? Trời ơi, có tôi rồi nó biết tai. Chị mới biết có 50% mà tôi biết tới dòng họ nó luôn. Trời đất ơi, mình tới mình làm cho nó rối thêm lên. Cho nên cái ý nghĩa, cái đặc tính thứ hai của hoa sen là làm cho nó trong suốt, vô nhiễm, trong suốt, bồng thực. Củ sen, lá sen, ngó sen, gương sen, nhụy sen, hạt sen, không có cái nào mà không dùng được. Tim sen trị mất ngủ, phải không? Củ sen sắc khúc khúc về nè, hầm lấy nước uống xong đem đi kho tiêu, không có bỏ à. Đừng có sắc lát lát khó kho lắm. Sắc khúc khúc này, sắc nó khúc khúc dày, hầm ra lấy nước uống rồi vớt cái đó để ráo, cho dầu lên chiên cho ráo, xong rồi kho tiêu ăn sừng sực ngon dễ sợ. Củ sen rửa sạch, nếp ngâm, đậu xanh cà trộn nhét vô trong củ sen cho đầy, đem hấp sắc ra khoanh khoanh có vàng có trắng, ăn dẻo dẻo ngon lắm. Lá sen gói nếp, đúng không? Ngó sen có thể làm gỏi. Hạt sen có thể nấu chè. Có bỏ sen đâu, không có cái gì bỏ cả. Bông sen làm trà, trà bông sen. Gương sen nó là vị thuốc trong thuốc nam. Cho nên nó còn có một cái nữa là con sen. Cho nên mai mốt mà ai gặp mình nói, ê con sen lại biểu coi. Đừng nghĩ người ta khinh thường mình, ta trọng mình lắm. Tại vì con sen làm hết tất cả việc. Giống như cây sen không hề bỏ gì cả. Gương sen, tim sen, cái gì cũng được á. Cái đức tính nữa là sen khi nó mọc hoa thì quả nó cũng có mặt cùng một lúc. Cái đó gọi là gì? Nhân quả đồng thời. Thường thường á, hoa nó phải rụng rồi
mới có quả. Còn sen đặc biệt là sen, hoa sen và hạt sen có cùng một lúc. Một cái đặc biệt nữa, người ta không dùng hoa sen để làm trang điểm. Người ta có thể lấy hoa hồng, người ta có thể lấy hoa vạn thọ, người ta kết lại, người ta làm những cái tràng đeo trên người, trang điểm như hoa sen ngoài kết vậy. Và cái thứ nữa, sen đặc biệt là lá và hoa nó rời nhau. Ví dụ quý vị nhìn hoa hồng, cành hoa hồng trên hoa dưới bên cạnh lá, đặc biệt sen không có. Hoa mọc một nhánh riêng, lá mọc một nhánh riêng. Cho nên đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Một người giác ngộ đi trên hoa sen, nghĩa là người đó vẫn sống trong đời này nhưng không có ô nhiễm. Hồi nhỏ mình học cái bài thơ nhớ không? Trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói được chút cho đó chưa? Quý vị nào muốn biết nữa về nghe cái bài Hòa nói Phật Đản năm ngoái. Trong bùn có sen. Phật có ba thân: pháp thân, ứng thân, báo thân. Trong kinh Địa Tạng nói Phật lên cung trời Đao Lợi giảng kinh thuyết pháp cho Thánh Mẫu. Vậy khi Phật lên trời Đao Lợi bằng thân gì? Mồ Phật. Khi mình học kinh Đại Thừa đó thì mình phải hiểu cái ý. Dĩ nhiên là khi mà Phật nói pháp, nếu mình nói theo sử đó, là rõ ràng là Đức Phật phải vắng ở cõi Ta Bà để Phật lên cung trời Phật nói pháp. Nhưng mà nhiều khi thân Phật ở đây mà pháp thân Phật đã có mặt. Pháp Hòa ví dụ nha, trong giờ phút này Pháp Hòa hiện thân ở đây bằng cái báo thân này với đại chúng. Nhưng mà pháp thân của Pháp Hòa hiện bây giờ có đang diễn thuyết ở đâu đó không? Có không? Có, YouTube đó. Đó là pháp thân chứ gì nữa. Đó là pháp thân đó. Pháp Hòa chưa về Việt Nam nha. 31 năm rồi chưa về Việt Nam. Nhưng mà Pháp Hòa có mặt ở Việt Nam chưa? Có rồi. Có bằng báo thân hay bằng pháp thân? Pháp thân. Mình có ba thân. Báo thân là cái thân hiện tại nè. Cái thân quả báo này nè. Lùn tịt này nè. Cái thân mà, cái thân mình đang thọ đây gọi là thân báo thân, tức là cái quả báo mà mình đang nhận đây nè, lùn cao mập ốm xấu đẹp gì đó, đen trắng gì đó là báo thân. Nhưng mà chúng ta biết dụng cái báo thân này để làm tất cả mọi việc trên thế gian này gọi là gì? Ứng thân. Nó còn có một cái tên nữa là thọ dụng thân, tức là mình thọ nhận và dụng cái thân này với đầy đủ tất cả ý nghĩa. Cho nên cái báo thân này nó không hề gọi là phí. Ăn thua chúng ta biết dụng nó. Cho nên cái báo thân này chúng ta có thể dụng nó được, cho nên gọi là thọ dụng thân hay là ứng thân. Thí dụ thầy, quý thầy ở đây, thầy quản lý là một trong những người có cái thân đó. Lát cái mình thấy thầy trèo cây thông. Lát cái mình thấy thầy dưới này. Rồi sáng có thể đưa người ta đi ra phi trường đó. Cái gì thầy cũng làm hết, cho nên tên thầy không có sai. Quản lý mà luôn quản sự. Lý sự đầy đủ. Thưa đại chúng là khi mà Đức Phật nói pháp, nếu mình nói trên lịch sử thì Đức Phật phải đi bằng cả cái thân tâm của Ngài. Còn nếu mà nói rằng Đức Phật là thuyết pháp thì trong thời gian Phật ở đây, nhưng báo thân Phật, pháp thân Phật có mặt. Cho nên
Mình không về Việt Nam nhưng mình đã có mặt ở Việt Nam, mà không phải chỉ có mặt ở một miền nữa. Ba miền Nam Trung Bắc mình đều có mặt. Bạch Thầy, cho con xin hỏi, tại sao khi bạn đạo gặp nhau hay gặp quý thầy đều chào A Di Đà Phật mà không chào vị nào khác? Tại vì ông nào cũng tên dài dữ lắm, có cái ông này ông tên ngắn. Ông nào cũng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai A Sanh Di Lặc Tôn Phật. Ông dài dữ là Phật ngắn nhất. Đại chúng, là thật sự ra đó là bởi vì mình theo cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông, cho nên mình mới gặp nhau A Di Đà Phật. Chứ còn các vị bên truyền thống Nguyên Thủy thì gặp nhau chẳng có bao giờ niệm A Di Đà Phật, bởi vì Nguyên Thủy truyền thống không có Đức Phật Di Đà. Rồi bây giờ mình nói trong cái phạm vi này thôi. Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nghĩa là khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau có đầy đủ ba cái vô lượng. Tôi xin chúc anh có đầy đủ, hay là có cái vô lượng gì? Vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, và sống lâu vô lượng. Nhưng mà ba nghĩa không lẽ tôi đọc hết ba câu? Cho nên tôi gión gọn bằng một câu thần, câu thần chú mật nghĩa: A Di Đà Phật. Nếu anh luôn luôn sống tỉnh giác là vô lượng quang. Vì anh sống có tỉnh giác cho nên anh luôn luôn anh làm lợi cho người xung quanh anh là vô lượng công đức. Mà khi anh đã vô lượng công đức, vô lượng ánh sáng rồi, anh không bao giờ chết trong trái tim của người khác, anh vô lượng thọ. Có thể anh đó chết hồi anh 40 tuổi, nhưng mà 50 năm sau nhắc tới ảnh, người ta vẫn quý trọng ảnh như thường. Mặc dù tuổi đời ảnh chỉ mới 40. Thế thì anh có quyền hát gì? Anh không chết đâu anh. Anh đâu có chết trong trái tim của người ta. Cho nên á, mình chết ở ngoài này nè, chết ở ngoài này nè, là hiện tượng. Nhưng mà có một cái bất không bao giờ chết. Đó, cái chết mà nhất thời mình tắt thở ở đây gọi là gì? Nhất thời nhất kỳ sanh tử. Nhưng có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên mình sống mãi trong trái tim của người khác. Bồ Tát Quảng Đức chết rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà trái tim của Ngài không có chết. Đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, hình ảnh của Ngài không có chết. Cho nên Ngài, nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới làm bài thơ đó: chỗ Ngài ngồi, chỗ Ngài ngồi, một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát, soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Người ta tạc tượng Ngài, người ta viết sử của Ngài trên tre, trên lụa, tạc tượng Ngài bằng đá, bằng ngọc, nhưng tất cả cũng là vô thường, không có cái gì tồn tại cả. Ngọc đá cũng thành tre tro, lụa tre dần mục nát, nhưng có một cái không bao giờ mất. Chỗ Ngài ngồi bây giờ đã qua mấy mươi năm rồi, chỗ đó có thể phát triển lên tới cái gì rồi, nhưng mà một thiên thu tuyệt tác. Lửa cháy ngất chín tòa sen, tám phương chín nhục thể hiện thành thân quỳ cả xuống. Những cái vần khói đó hiện thành thơ. Cho nên á, mình gặp nhau á, mình chào A Di Đà Phật, ý mình muốn nói với nhau: xin nguyện cho anh, chúc cho anh, nguyện cho thầy, chúc cho thầy ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và thọ mạng vô lượng. Ai cũng chết hết đó, nhưng mà có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta có người thân mà chết, chết già, chết trẻ không cần biết, nhưng quý vị cứ nhớ, người đó không bao giờ chết. Vì người đó vẫn sống mãi trong con cháu của họ. Ví dụ ông nội mình chết rồi, nhưng mà mình vẫn còn máu ông nội mình trong này nè. Mình cũng còn có nét giống ông nội mình mà. Chứ ông nội đâu có chết. Cho nên thị hiện thôi.
Chúng ta không dùng, chúng ta nói Đức Phật thị hiện ở cõi đời này và Đức Phật thị hiện Niết Bàn. Đức Phật thị hiện thôi. Tại sao vậy? Nếu Đức Phật sống hoài không chết thì biểu mình tu, mình sẽ không tu. Vì sao? Mình nói Phật là cái người đặc biệt quá trời quá đất, sanh ra thì đi 7 bước. Đó, tới hồi mà sống hoài không chết, cho nên Phật làm Phật thì phải rồi. Còn con phàm phu mà, con sanh ra rồi con không khóc mà má con còn nhéo cho con khóc. Chứ con có chết thì con không tu được. Cho nên Phật thị hiện chết để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật sống 80 năm rồi cũng chết. Còn người nào mà sống hơn 80 năm mà còn rên là không được à. Hơn Phật rồi còn muốn gì nữa. Khi chúng con xem tivi qua bộ phim Đức Phật, khi Phật chào các đệ tử Phật, khi Phật đưa tay lên chào với hai ngón tay cái và tay áp út giáp vào nhau. À, khi thể đưa ngón tay giáp với ngón trỏ, xin thầy giải thích. Mấy cái đó là mấy cái biểu tượng mà chúng ta gọi là cái ấn. Hiểu không? Cái ấn này nó biểu lộ một cái pháp mà Đức Phật muốn nói, cho nên chúng ta gọi là pháp ấn. Tức là một điều Đức Phật muốn nói, nhưng mà thay vì Đức Phật nói thành lời thì ở đây mình đưa cái biểu lộ. Ví dụ quý vị đãi Pháp Hòa ăn ngon quá, Pháp Hòa hỏi thầy, thầy ăn ngon không? Thì đây là cũng ấn chứ gì nữa. Phải không? Rồi thí dụ như bây giờ hỏi cái người đó hát hay không? Cái này là ấn chứ gì nữa. Cho nên Đức Phật có cái ấn á. Đức Phật lấy cái tay Đức Phật chạm xuống đất. Cái ấn này gọi là ấn gì? Địa xúc. Nghĩa là tay của mình phải chạm lên đất, nghĩa là mình phải sống với thực tại. Cho nên khi mà Đức Phật sắp sửa nói cái gì, Đức Phật thường đưa những cái ấn, đưa cái tay lên để biểu lộ. Pháp Hòa ví dụ ha, bên Nam Tông các vị mà chào các sư không có chấp tay chào lại giống như thầy Việt Nam mình đâu ạ. Các sư bên Nam Tông, quý vị gặp quý vị lại, quý vị chào các sư chỉ ngồi lăm râm câu chúc phúc cho mình thôi. Hay là khi mà Đức Phật ngày xưa ngài đi bên đường, người ta chào ngài, Đức Phật đưa tay vậy. Cái này là gì? Ban phước. Giống như mình gặp con cháu mình, mình so đầu là ban phước. Cho nên cái người mà mình gặp, cái người mà lớn tuổi, mình hay tới nói bác dò đầu con đi để con hưởng cái phước của bác. Cái người đó lớn tuổi, hoặc người lớn tuổi sống dai, sống khỏe đó, họ có cái phước. Cho nên mình lân mẫn họ, họ vỗ vai mình, họ sờ đầu mình, đó là họ ban phước cho mình. Cho nên tất cả những cái biểu tượng Đức Phật đây, quý vị thấy Phật ngồi đó cũng một cái ấn đó. Cái hai cái ngón, cái bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, rồi hai cái ngón cái giáp nhau đó, cái ấn đó là kiểu ấn gì? Ấn hàng ma. Nghĩa là khi mình ngồi thiền xuống, mình để cái tay mình là tượng trưng cho sự định tĩnh, thì tất cả những cái sinh khởi tạp loạn đó nó đi hết, hàng phục hết, cho gọi là hàng ma ấn. Còn có cái ấn mình làm không được là cái Ấn Độ thôi. Ấn gì cũng có. Con hỏi này có thể là dư thừa với các huynh đệ, nhưng riêng con chưa tường với ý nghĩa không trong kinh Bát Nhã. Khi tụng giống như người mù đi trong sa mạc, kính mong thầy khai thị. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng á, thì nó không có nghĩa là không có gì hết. Nó không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real. Nghĩa là không thật. Nghĩa là tất cả các pháp có không? Có. Nhưng mà có thật có không? Không. Và vì sao nó không thật có? Là vì nó duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì không thật có. Pháp Hòa ví dụ như là cái thân mình có không? Có. Chứ nếu mình nói không là mình nói trật, mình nói sai với hiện tượng. Với cái hiện tượng là có mắt, tai, mũi, miệng, thân này có. Nhưng mà cái thân này nó có là do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa, tàu hũ, mì căn, kẻ ngọt, đủ thứ, các cái pháp, các cái phương tiện, các cái elements, những cái khác nó hợp lại nó thành cái thân này.
Vậy thì cái thân này mà có là nhờ các pháp khác nó duyên vào để nó có mặt tồn tại đây. Và với con mắt của người có trí tuệ là nhìn ngay cái thân hiện có vẫn thấy nó là không, bởi vì nhìn biết nó là duyên. Đủ duyên thì nó có mặt. Giống như là mấy ngày nay, hai ngày nay đó, đủ duyên trời lạnh với nước rơi xuống thì chúng ta gọi là tuyết. Thì khi nhìn tuyết chúng ta nói nó có, nhưng mà chúng ta biết rất rõ tuyết này là tạm có. Với cái hình ảnh đó chúng ta gọi là tuyết. Nhưng mà tuyết này là tạm có, nắng lên đủ một cái điều kiện để nó tan tất cả tuyết này ra thành nước. Hồi nãy nó trắng phêu, mình ở trên cành thì mình là tuyết, khi nó tan ra thì mình kêu là nước. Rồi mình kêu là loãng, rồi mình hứng vô cái tô, mình đem vô trong cái freezer thì kêu là đá. Như vậy thì đá, tuyết, nước, thể nó chỉ là một. Nhưng mà hiện tượng nó, do cái gì nó hình thành thì chúng ta gọi nó bằng một cái tên. Thí dụ như anh nó tên là Nguyễn Thị Bông. Ở chị đó chứ. À, như vậy là chưa có ai ngủ phải không? Em cố tình em nói trật coi. Cái người đó tên là Bông không có nghĩa là trên người họ toàn bông. Thấy không? Chỉ đặt một cái tên thôi chứ không lẽ biết kêu gì. Ngay cả thức ăn chay đừng dính nó. Gọi là cá kho, gọi là tôm hùm gì kệ, gọi gì cũng được hết á. Vì sao? Nó là tàu hũ. Mà bây giờ nếu mà không đặt nó cái tên biết kêu gì. Phải tạm thời đặt. Bây giờ muốn đặt tên đạo không? Tôi đặt cho đẹp, đẹp lắm. Phải không? Tôi đặt rất là đẹp. Nhị đế dung thông. Hỏi món nhị đế dung thông là cái gì vậy? Mình đặt tên Phật Pháp được hết á. Ví dụ bây giờ hai cái con tôm mình nằm co co vậy trên cái dĩa rồi nhị đế dung thông. Thì mình sẽ hỏi món đó là gì. Cái mình họ hết biết đường đó. Nó giống tôm hùm vậy đó. Ra là rồi. Thì thôi gọi. Thật sự mình gọi như vậy để cho người ta có cái tên để gọi. Đây nè, mình ngồi đây. Bưởi, mận, xoài, cốc gì đó. Nhưng mà mình để có cái tên để gọi thôi. Chứ mình dính làm chi. Cái tên chỉ là giả danh. Cái thân này cũng là giả. Đây, 10 năm trước cái này phải là cái chùa không? Không, nó chỉ là cái nhà thôi. Rồi bây giờ mình mua lại với cái ý mình muốn làm chùa, với cái tâm muốn làm chùa, đem Phật vô, đem kinh, đem chuông, đem mỏ, thỉnh thầy về cái kêu cái chùa. Nhưng mà kêu kiếm một cái bản chất của chùa là không có. Chỉ cái này nó tượng Phật, chỉ cái này nó cái chuông. Từ những cái không phải là chuông, không phải là chùa, nó ráp lại với nhau để nó gọi là chùa. Như vậy cái bản chất chùa không có. Cái thật của cái chùa không có, chỉ là do các cái thứ không phải là chùa nó ráp vô đây thôi. Nói vậy có nhanh quá không? Cái chữ không nó không có nghĩa là nó không có gì hết. Nó chỉ có nghĩa là nó có, nhưng mà nó không thật có. Vì sao không thật có? Bởi vì nó chỉ là do các cái thứ khác nó hợp thành. Cũng như thế, cái đứa đó nó sanh ra làm con mình thì mình kêu nó bằng con. Vậy thì tại sao đứa khác không phải con mình, mình gặp nó vẫn, mình kêu nó vẫn bằng con? À, mình cũng kêu hai đứa, cái đứa mà bình thường nó tới gặp mình chào bác cũng con mới tới. Rồi cái đứa con ruột của mình cũng kêu là con. Thì cái tiếng đó thì mình định gọi cái đứa mà nó nhỏ hơn mình, đáng hàng con. Nhưng mà cho dù đứa nào đi nữa thì thủy chung nó cũng chỉ là tạm thôi. Tại do mình sanh ra mình kêu là con ruột. Phải không? Rồi cái đứa mà không phải con mình thì mình kêu là con ghẻ. Hay là con gì? Con da. Nhưng mà nếu cái người mà có ta biết nhìn, ruột thì phá lấu, da thì làm bì, cái nào xài cũng được hết. Cho nên á, bây giờ quý vị thấy tuyết nó tan, nó xuống cống rãnh, nó chảy ra cái chỗ hồ, rồi nó đi ra hồ, rồi ta lấy nước hồ, ta lọc, cái ta đưa vô cho mình uống. Cái mình uống cũng là tuyết. Rồi xin lỗi thưa đại chúng là bây giờ mình uống vô đây là đầy nè, tăng nè. Nó giảm ở trong cái ly mà tăng trong bụng. Rồi khi mận lát 2 tiếng sau mình giảm trong bụng thì tăng dưới cống. Bất tăng bất giảm mà.
cái giảm chỗ đi, giống như bây giờ Edmonton Pháp Hòa ẩn rồi, Pháp Hòa đang hiện ở Denver, rồi chiều mai Pháp Hòa ẩn ở Denver, Pháp Hòa hiện Edmonton, thứ năm tuần sau Pháp Hòa ẩn Edmonton, Pháp Hòa ở Oklahoma, rồi hết cái cuối tuần sau trở về mấy ngày sau 1 tây tháng 6, ẩn ở Bắc Mỹ, hiện ở Âu Châu. Mình ẩn hiện thị hiện thôi mà, mình ẩn ở đây mình hiện chỗ khác. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ẩn ở cõi Ta Bà này, nhưng mà Ngài đang hiện ở một đất quốc độ nào đó. Chúa Giê-xu đã ẩn ở thế giới này rồi, Ngài có thể đang có mặt ở bất cứ một quốc độ nào đó để Ngài độ người. Các Ngài đâu có mất, phải không? Thành thử ra cái không trong Bát Nhã muốn nói đó, để cho chúng ta đừng có thấy cái gì, thấy nó không thật, để đừng có đau khổ dính mắc. Không có cái gì nó tồn tại với mình mãi mãi, cho dù là cái thân xác của mình. Mình nghe ở đâu mà thuốc gì mà uống để dưỡng da chống lão hóa là uống hết á, bất cứ thứ kem gì, nhưng mà già nó vẫn già, bạc nó vẫn bạc, nhuộm đủ màu nhưng mà tháng sau nó cũng lú lú lên nhuộm tiếp. Thân này giả cho nên quánh lên toàn đồ giả. Giả chi cho dễ coi. Thậm chí tới chết rồi đem vô nhà hoàng cũng quánh quánh lên chút để dễ coi, để tới ta nhìn lần cuối chứ thôi nhìn cái ghê quá, không? Thành tự nhớ cái Đức Phật muốn nói là giả có chứ không thật có. Chính anh thấy nó giả có không thật có, cho nên có thì xài chơi, hư thì kiếm khác, bệnh thì uống thuốc chơi, chết chơi. Mình có sống thì sống chơi, toàn là chơi không à. Chị có rảnh không, qua nhà tôi uống cà phê chơi. Ghé nhà tôi ăn cơm chơi, toàn chơi không à. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai Ngài nói sao, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kẻ như không. Mình có cái thân này, mình không biết nó mấy mươi năm, cho nên đừng để mấy mươi năm này nó lãng phí. Có thể là mình sống 40 năm lãng phí. Trời ơi, nhìn lại, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Thôi bây giờ năm bước qua năm 42 tuổi rồi, tôi nguyền từ đây cho tới ngày tôi xả bỏ thân này, tôi không sống phung phí nữa. Hồi xưa tuần nào tôi cũng 500 tiền bia, bây giờ 500 này không có phải bia rượu nữa, mà tàu hũ mì căng cúng dường cho đại chúng. Thí dụ vậy đó. Tức là ngày xưa, cho nên cái bài tụng đó, con xưa đã tạo bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, sân si, hờn giận và đam mê, hôm nay cúi đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Và không lặp lại lỗi lầm xưa là cái phương pháp sám hối chân thật của Đạo Phật. Đó, bây giờ hiểu chữ không rồi đó. Thành thử ra lúc đó mình nói sao? Chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dong cùng không với có. Tình là tình nhiều khi, không mà có. Tình là tình nhiều lúc, có như không. Thành lúc có thì... Mình đặt một câu hỏi với thầy tu, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ. Nghĩa là người tu á, lúc nào cần có biểu lộ một cái tình cảm, người tu sẽ biểu lộ, nhưng mà tất cả tình cảm đó chỉ là lòng từ chứ không phải ái luyến. Còn mình á, là mình có vấn đề. Cho nên cái vị mới nói vậy đó, không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều,
hướng về phụng sự cho sanh chúng sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Nếu mà mình cùng một cái hướng đó, mình sẽ gặp nhau ở một cái khối đại đồng. Cho nên thấy tất cả là không, nhưng mà không bỏ gì cả, phải không? Rõ tất cả các pháp là không, mà không pháp nào mình bỏ. Cho nên mới gọi là vạn hạnh. Nếu mà muốn bỏ, không có cái gì để dính. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Nếu ở cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không dính. Nhưng mà muốn xâm nhập vào đời để mà độ thì không hạnh nào mình bỏ. Quý vị thấy nè, tụng kinh gõ mỏ riết chán buồn, bắt đầu ca nhạc sĩ Việt Phật giáo chế nhạc. Bình thường kêu lại Quan Âm nó dễ gì nó lại. Nhưng mà nghe bài hát á thì sao? Hát liền. Trời, giờ đi đâu cũng nghe cái bài đó. Cái bài gì? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Đi đâu cũng nghe hết. Thôi đỡ vô cùng. Chứ có một dạo đi đâu cũng nghe cái bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, đi đâu nó cũng ru mình bằng cái bài đó. Thậm chí nó lên xe gì, xe taxi, xe đò, xe gì cũng nghe đời người con gái chưa một lần yêu ai. Không dám đâu. Hết giờ chưa? Chưa nghĩa là hết á. Mình đang bát nhã mà. Thưa đại chúng á, tại sao mỗi thời kinh của đạo, của trong chùa hay là tất cả chúng ta tụng rồi phải tụng bát nhã? À, bởi vì tất cả hồi nãy giờ mình học cái gì đó, cuối cùng chư tổ muốn nói với chúng ta một điều thôi. Nhớ nha, đừng có dính pháp nào hết. Khi mà mình thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã là thấy tất cả các pháp là không, ngay cả niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, gõ mõ, đây là cái chỉ là một cái pháp giúp cho mình trên cái phương tiện đầu tiên tu hành thôi. Thí dụ hôm nào phương tiện đầy đủ thì cứ mõ với chuông, chỗ nào không có phương tiện thì khỏi chuông khỏi mõ. Lúc nào một mình ở nhà thì cứ cao thanh trì danh, niệm Phật cho lớn, tùy mình. Nhưng mà có con nó đi làm về nó ngủ á, nên đừng có ngồi trước cửa phòng nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ra nó nói mô Phật má ơi cho con ngủ. Niệm Phật cũng có mấy cách mà. Niệm Phật cho lớn gọi là cao thanh trì danh. Niệm Phật lâm râm gọi là trì niệm mật niệm. Hiểu ý không? Chỗ nào không rù rì gì được nữa hết, quán tưởng trì danh. Không có sâu, nếu có sâu chuỗi lần sổ châu trì danh. Không có sâu chuỗi ngồi thiền để đây là thiền tịnh trì danh. Niệm Phật có 10 cách, có 4 cách, cách nào cũng được, miễn cái quan trọng là có trí tuệ bát nhã để thấy rằng mình đang hành pháp ở đâu. Trời ơi, vô cái bệnh viện 4 bệnh nhân nằm, có 1 bệnh nhân Việt, 3 bệnh nhân Mỹ. A di rỉ đô bà tì, A di rỉ đô tất đam bà tì. Cái bà ba bà Mỹ kế bên bấm tiếp tiếp tiếp. Một người sắp vãng sanh mà ba người bấm nút tôi theo, tôi theo. Bởi vì anh kia vãng sanh đâu không thấy mà ba người phiền não đấy. Trời đất ơi. Nếu mình vô bệnh viện, mình vô bệnh viện chỉ có một bệnh nhân một phòng, phải không? Thì lúc đó đó, thấy không? Thì lúc đó chỉ có hai người muốn nói gì nói, muốn niệm gì niệm. Mình vô bệnh viện mình phải quán chỗ mình đang tụng là bao nhiêu người, và mấy người đó có phải là cùng một cái cảm như mình không. Trời ơi, tụng lớn đang chuyện rồi, chuông mỏ nữa, bèn bèn cốc, bòn bòn cốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đi chị, đừng có khóc, đừng có khóc.
Trời đất ơi, cái người bệnh nó sắp chết nói không nổi đó. Chứ nếu mà họ nói thôi trời ơi thôi đi về giùm tôi đi. Phải hành thâm bát nhã, biết chỗ nào tăng độ mà chỗ nào giảm độ. Cho nên Đức Phật nói một bài kinh hay lắm, bài kinh có tên là Thất Tri. Người tu phải có 7 cái biết: biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Biết cái bài kinh đó rồi mà biết lý của nó. Biết tới thì phải biết lui. Mình biết tới nhà người ta biết giờ nào lui. Ăn cơm mà quên thôi à. Trời, tôi còn miếng ớt thôi, chị cho tôi miếng cơm. Bới cơm cho nhiều đấy, lạc quá cho tôi miếng nước tương. Rồi nước tương xong cái mặn quá cho tôi miếng cơm. Mà không để ý nhà ta nấu mấy chén. Cái ông đó, ông tới nhà ông ăn cơm, ông ăn hoài không thôi. Mà ông ngưng ăn mà sao ông thấy chủ nói anh đưa cho tôi chén tôi bới cơm. Ông ngồi hoài ông thấy chủ nói về cái ông nghĩ ra cách. Ông nói trời anh, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy trời ơi xoài cam đó, nó bán trái nào trái nấy bơ lớn nè anh. Ông đưa cái chén không ra cho ông chủ thấy, để cho ông chủ thấy hết cơm rồi. Thấy hết cơm, hết cơm. Cái ông chủ nhà đó, ông cũng bát nhã lắm. Ôi trời ơi, cam ở chỗ khu đó không ăn thua gì. Anh biết không, cam ở cái đằng quán đằng kia bự như cái nồi đây. Cái nồi này đây. Bỏ đũa xuống liền nghe. Chờ cái người mà sống mà có bát nhã đó, ta sống thảnh thơi thoải mái vậy đó. Cho nên nó có một ông thầy ông vô, ông cư sĩ ông vô ông than. Nó trời ơi con nghèo quá hòa thượng ơi, hỏi nghèo con còn có một công ruộng mà. Con không còn miếng đất cắm dùi nữa. Ông già ông giàu hơn tôi còn không có dùi để cắm luôn. Hồi đi vượt biên đó, mà qua tới trại tị nạn. Trời ơi trời, nó tuột hết trơn, còn con chỉ vàng. Còn con chỉ vàng. Cái ông cái nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lỏn. Rồi bây giờ mình nghĩ một chỉ vàng với cái quần xà lỏn ai hơn ai. Mà cái ông cái, bởi vì mình còn chỉ vàng mình chưa thấy đủ, mình đem tới 10 chỉ mà. À, kính bạch thầy, con hỏi là một niệm sân đốt cả rừng công đức. Vậy hàng ngày mỗi niệm sân khởi dậy thì công đức con tạo rất ít, đã mất hết. Vậy khi hết công đức thì niệm sân đốt cái gì? Cái này sao giống hai cái nồi quá. Đấy, hai cái nồi nãy trả lời rồi. Hồi xưa nó có một cái câu á, một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây. Thì cái câu này thì chỉ muốn nhắc chúng ta vậy, tức là đôi khi trong cuộc sống của mình làm tất cả rất nhiều việc, nhưng có thể một cái lời nói của mình, một cái hành động của mình có thể tan nát hết tất cả. Cái điều đó đã có xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái chữ công đức này nó không hẳn chỉ để trong chùa. Công đức này có thể là hạnh phúc của mình. Công đức này có thể là niềm vui của mình. Cho nên ở đây muốn nói rằng
cái khi mà một cái lửa nửa tức giận của mình nổi lên thì mình có thể đánh đổ rất nhiều thứ mà chúng ta không có tỉnh giác. Thì cái đây là một sự nhắc nhở tỉnh giác thôi. Bồ đề bát phần nghĩa lý là gì đó? Cái chữ bồ đề đó, hồi nãy hôm qua giờ mình nói nhiều rồi, phải không? Và nó có nhiều loại bát nhã. Bồ đề nghĩa là sự giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Thì trong cái giác đó, nó có nhiều cái nguyên do để mình tỉnh giác lắm. Có nhiều người do mất của mà giác ngộ của đời là không. Người mất người thân thì hiểu đời là vô thường. Cho nên đã là giác thì nó muôn mặt. Mỗi người mỗi cái giác khác nhau. Và chính nhiều cái giác ngộ đó cho nên nó làm cho mình tăng trưởng cái thiện căn của mình. Thôi thì tối hôm nay mình có cái cơ hội mình ngồi lại với nhau để mình chia sẻ chút ít Phật Pháp. Mong rằng gần 2 giờ, gần 2 tiếng chứ chưa, tiếng 40 phút. Giúp cho mình ít nhiều cũng nắm được một chút xíu gì trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là hồi nãy Pháp Hoa có mấy 2-3 bài học với 10 cái nương tựa, 10 cái pháp nương tựa. Quý vị cứ chọn đi, mình về mình nghe lại rồi mình ghi xuống có 10 cái này, rồi mình điểm coi mình có bao nhiêu cái này. Thưa đại chúng, hồi xưa đó, khi mà người ta muốn độ cho một người đi tu á, thì nó có một cái công thức là người ta coi coi cái năm sanh của người đó, coi cái người đó có bao nhiêu cái thức. Nếu mà người đó có nhiều thức thì người này tu dễ. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là một cái hình thức để chúng ta coi, để mà mình tìm một người tu mình an lòng vậy thôi. Chẳng cần coi thức gì cả, mình cứ nghiệm lại 10 cái này. Thì trong chúng ta ít nhiều cũng phải được 1, 2, 3, 4 và thậm chí cả 9, 8 chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ nó quang bên, chúng ta quên nắm nó. Và mỗi người chúng ta ai cũng có 1, 2 cây gậy để khắp góc nhà. Hãy bất cứ lúc nào mình sắp ngã thì vịn cái cây đó. Thí dụ như có những lúc cái thiện căn của mình nó muốn tiêu rồi, nương vô cái thiện căn đó đi lên. Lúc đó muốn lui sụp rồi, nương vô cái nguyện liền. Cho nên hãy mình bị lụy cái nào, mình bị sụm cái nào thì chúng ta hãy bám cái đó để nương cái đó đi lên. Ở trong những cái nơi công cộng á, nó có 2 loại thang, đặc biệt là phi trường. Escalator, phải không? Tức là cái gì? Cái thang cuốn. Còn kia là cái gì? Elevator, là cái thang máy. Người mà xách hành lý lung tung quá hoặc là chân yếu quá không thể bước lên cái thang cuốn được thì người ta sẽ dùng cái thang máy. Đức Phật là người cho chúng ta đầy đủ các cái thể gậy để chúng ta nắm. Thì chúng ta hãy quán lại và thấy chúng ta tạo cho mình rõ ràng là mình nhận ra mình có những cái đó. Và cái lúc nào mình tinh thần mình nó sụp đổ ở chỗ nào thì nương cái đó đứng dậy, nhất định không lùi sụp. Vì năm nào chúng ta cũng làm 7 bước chân của Đức Phật. Một con người rất nhỏ nếu chịu bước thì sẽ trở thành một con người vĩ đại. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi đó. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi từ một con người bình thường, một thái tử bỏ hết tất cả để ngài bước một cái bước chân gọi là xuất thế, rời khỏi cái bình thường để ngày nay ngài trở thành một con người đặc biệt. Đặc biệt này không thần thánh gì cả. Đặc biệt ở cái chỗ là Đức Phật có khả năng điều phục tất cả mọi hiện tượng đang có mặt trong cõi đời này. Cho nên chúng ta gọi Phật là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương ngoài ý nghĩa là vua Pháp, nó còn có cái nghĩa là người có khả năng điều phục, chinh phục
lướt qua tất cả mọi cái hiện tượng trong cuộc sống, khổ vui được mất, thành bại thắng thua. Đa phần chúng ta thắng thì vui, thua thì buồn, được thì vui, mất thì buồn, hơn thì vui, thua thì buồn. Lấn lướt người ta được lúc nào mừng lúc đó, tranh đua được cái nào tranh đua, cho nên mình không thắng được các pháp đó. Còn đối với Ngài, cho nên một hôm có người tới gặp Ngài, hỏi Ngài có vui không? Dạ không. Ngài có buồn không? Dạ không. Ủa, thường thường con người một là vui, hai là buồn, chứ tại sao Ngài không còn vui, không còn buồn? Nói tôi là cái tôi đâu có gì để vui mà cũng đâu có gì để buồn. Đúng không? Còn mình là hễ buồn cái đi kiếm gì để vui. Mà vui rồi thì muốn vui nữa chứ không muốn lui. Nhà mà vắng không chịu an hưởng cái vắng đó, mở tivi cho nó ồn chơi. Lên xe đó, vừa để cái chìa khóa vô là phải bấm radio lên liền. Nghĩa là mình liên tục, không bao giờ mình sống được dưới cái tĩnh lặng đó. Cho nên mình cứ buồn vui đắp đổi. Còn Đức Phật giữ cái tâm mình bình. Thí dụ như mình đem tới cho Ngài ngon, Ngài vẫn ăn vậy. Rồi hôm nào chỉ là nước cà ri thôi, Ngài cũng ăn vậy. Bởi vì Ngài hiểu được mục đích của ăn là để sống, để duy trì thân mạng, để tu. Còn chúng ta là khác. Chúng ta vẫn nói ranh rảnh ăn để sống, nhưng mà ăn ngon mới vui. Chúng ta thêm cái đó. Mặc dù chúng ta vẫn biết ăn là để sống, nói khi đụng lý là chúng ta nói vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không sống với cái lý đó. Chúng ta thường sống theo cái muốn của mình. Ăn phải ngon, ngủ phải êm, nằm phải ấm, gối phải của tôi, mùi tôi chịu, mùi của chùa public quá tôi không chịu nói. Cho nên mình là có cái thêm, cho nên chính cái thêm đó mình khổ. Còn á, Đức Phật là người sống với cái như vậy, cho nên Ngài bớt khổ. Và thậm chí Ngài không còn khổ. Bây giờ mình không dám nói mình không còn khổ nha. Bây giờ mình nói mình bớt khổ đi. Bằng cách nào? Tập. Có sao sống vậy? Tuyết thì mình phải lái chậm thế thôi, chứ làm sao mình cản trở, mình lấy cái tay mình trận tuyết à. Bây giờ cái quan trọng là tuyết là đã tuyết rồi. Bây giờ làm sao anh đi trong tuyết mà được an toàn anh mới hay. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ kể đại chúng nghe một câu chuyện. Hai vị thầy đi ngang một cái bờ sông, thấy người ta lưới cá, thì một con cá nó nhảy vô trong cái lưới rồi, thì một lát sau nó nhảy ra. Thì cái vị hòa thượng khen con cá hay, thì một vị khác mới nói có gì đâu hay, không nhảy vô mới hay chứ còn nhảy vô rồi có gì hay. Thì hòa thượng kia không nói gì mà chỉ nói rằng huynh chưa hiểu ý tôi. Đi một đổi, ông thầy kia nghiệm ra và tới cảm ơn. Người chưa nhảy vô lưới, con cá chưa nhảy vô lưới là chuyện bình thường, mà nhảy vô rồi mà ra được thật là một con cá đặc biệt. Có phải mình là con cá nhảy vô rồi không? Và bây giờ chúng ta đang tập tành tìm cái đường nhảy ra. Chúng ta vẫn sống trong đời này, nhưng mà bây giờ chúng ta đang là một con cá nhảy ra. Nghĩa là chúng ta làm một cái người mà thấy cái khổ rồi thì không nhúng vô nữa. Thấy cái khổ đó rồi thì không nhúng vô nữa là mình hạnh phúc chi đó. Cho nên nếu một người mà là từ thủy tới chung là giác ngộ thì không có gì để nói. Cái đặc biệt là mê mà bây giờ giác. Cái đó mà đặc biệt. Cho nên lễ Phật đản chúng ta tắm Phật. Tắm để làm gì? Tắm cho tượng sạch hả? Không. Tắm để đưa ý nói rằng để làm cho cái tâm nhơ bẩn chúng ta gột sạch bằng nước, bằng hoa. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Nếu có định, có tuệ, xin lỗi, nếu có định, có giới thì nhất định tuệ sẽ sinh. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có nước, có hoa, gột rửa tâm này để hiển lộ một Đức Phật. Đức Phật con, baby Buddha. Chúc đại chúng an vui. Ngày mai chúng ta sẽ gặp. Đầu tiên con xin cảm ơn Thầy vì bấy lâu nay con nghe Pháp trên YouTube, nên con cứ nghĩ là con nợ Thầy một lời cảm ơn ở ngoài đời.
Hôm nay con xin chính thức cảm ơn thầy. Kế đến, con có một câu hỏi. Đời của con là câu chuyện dài. Thuở nhỏ con bị đánh đập nhiều, bị hất hủi nhiều, nên lớn lên ngoài mặt thì con hiền lành, tử tế, nhưng trong tâm con đôi khi cũng có những suy nghĩ rất ác độc, muốn hại người. Nhỏ bé, người không có khả năng chống cự, đôi lúc con sợ bản thân mình, con thoát ra không được. Nhớ cho biết để em né. Cái này cũng là một cái tâm hành bất thiện. Hàng ngày chúng ta thường tiếp xúc mọi cảnh, mọi duyên. Quý vị nhớ là cái chữ duyên là mọi cái hiện tượng. Hay là chúng ta tiếp xúc với các pháp trong cuộc sống, chúng ta đưa vô cái tàng thức của mình. Tàng thức là cái gì? Tàng thức là cái kho chứa. Nhưng nếu chúng ta tiếp nó, rồi chúng ta đặt cho nó cái tên là giả, tạm, thì chúng ta không để cho cái tâm hành bất thiện nó ở lâu trong cái tâm thức mình. Nhưng nếu mà tâm hành bất thiện nó ở lâu trong tâm mình á, mà mình tưới nó mỗi ngày, ví dụ như hồi nhỏ bị đánh đập, bị hất hủi, thì khi mà người ta đánh đập hất hủi mình á, thì mình đem cái hạt giống khổ đau hất hủi đó mình để trong tâm thức. Và trong cái tâm thức này nó không tiêu hóa được, lâu ngày nó trở thành ra một chất độc, mặc dù lòng mình không muốn. Mình không muốn nhưng mà bây giờ nó ở trong người mình rồi. Có một ví dụ, trong một cái vô tình mình đã cất một cái bó hẹ trong một cái tủ nào đó rồi mình quên. Bây giờ mình cảm thấy cái nhà mình nó hôi, cái hẹ mà nó thối ghê lắm đó. Đi kiếm hoài mà kiếm không ra, mặc dù bây giờ muốn kiếm mà bây giờ kiếm không được. Thậm chí bây giờ cái bó hẹ nó mang ra khỏi rồi, nhưng mà cái nồng của cái mùi hôi đó còn phản phất đâu đây. Thì quý vị cứ tưởng tượng tâm thức của mình mà đem bao nhiêu cái hạt giống bất thiện trong này thì nó ở lâu trong này. Rồi, thí dụ bây giờ mình bị người ta đánh đập, để trong bụng. Hằng ngày mình thấy những cảnh đánh đập, nó tưới, không đánh mình nhưng mà mình thấy cảnh đó mình nhớ, hồi nhỏ mình bị. Thấy là mình nhớ bị, cho nên một lần mình thấy, mình nhớ là tưới tẩm của nó. Cho nên cái hận thù mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta phải biết rằng đây là những tâm hành bất thiện. Chúng ta phải tìm cách giải trừ nó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta thông cảm cho người làm khổ chúng ta hồi nhỏ. Có thể do nghèo, cho nên gia đình mình thường hay bị ba mẹ mình hay nóng nảy. Mình quán về cái hoàn cảnh của cha mẹ ngày xưa tại sao như vậy. Hay là anh em của mình tại sao đánh đập mình, hất hủi mình. Hay là những người thân của mình. Đó là quán hiện tại. Còn quán sâu sắc là cái nghiệp của mình với họ. Mình quán như cách nào đó để cho cái tâm hành này nó lặng đi, nó đừng sinh khởi. Phải qua ví dụ, mình có một người bạn trai, bạn gái, mình đã chia tay, nhưng mà bữa nào đi ngang ai mà giống cái người đó, tự nhiên nó cũng khơi một chút về cái tình cảm ngày xưa của mình. Đó, cái mà khơi lại đó là cái tứ tẩm, còn cái ở trong mình là cái thượng. Hồi nhỏ mình được ba mẹ dẫn đi chùa, lại Phật. Mặc dù bây giờ lớn lên ba mẹ không dẫn nữa, nhưng mà thấy ai lại Phật, thấy ai đi chùa thì mình nhớ là cái cảnh mình đi chùa lễ Phật ngày xưa. Thì cái đó cũng là tưới, nhưng mà tưới vào cái hạt giống thiện. Còn không thì mình tưới vào những cái hạt giống bất thiện. Cho nên vị Phật tử này nhớ là mình đang tưới trong người mình những hạt giống bất thiện. Bây giờ muốn lắng nó, hãy nên quán chiếu về người kia. Thứ nhất, hoàn cảnh của họ. Thứ hai là con người của họ. Thứ ba là nghiệp duyên của mình với họ. Thôi bây giờ họ không còn đánh đập gì mình nữa, nghĩa là nghiệp của mình với họ đã chấm dứt. Nếu mình cứ suy nghĩ về họ hoài, nghĩa là mình tiếp diễn móc lại, móc nối cái oán thù giữa mình với họ nữa. Rồi biết đâu trình đời sau mình lại là người đánh họ. Rồi cái thì người đó họ chưa tu giống mình, họ chưa gặp Phật Pháp giống mình, họ hận mình lại, cái lại gặp nữa. Thành thử thôi bây giờ ngang đây chấm dứt. Quán cái quán thù, quán cái nghiệp, quán cái đó để chúng ta trừ đi mà đừng tiếp diễn nữa.
cho nó xong. Cái gì mà nợ nó đã xong rồi thì chúng ta đừng nhớ. Còn khổ nổi á, cái người cho mình mượn nợ tới đòi hết rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn vướng vấp suy nghĩ về cái nợ, nhưng mà mình lại kẹt nhớ cái người cho mượn. Quý vị có tưởng tượng tới cái hình ảnh đó không? Lúc mình còn nợ thì mình suy nghĩ hoài, không biết chừng nào mới đủ tiền trả cho họ, không biết chừng nào mới đủ tiền. Lúc đó mình không nghĩ tới người mượn cho mượn nợ, mà nghĩ tới cái món nợ, cái số tiền. Nhưng mà gặp họ riết cái tự nhiên sanh tình cảm với người cho mượn. Thì giờ người cho mượn lấy hết tiền người cho mượn đi, thì giờ không nghĩ tới tiền mà nghĩ tới người cho mượn nợ. Cũng giống như cái trường hợp này, họ không còn làm khổ mình nữa, có thể không còn làm khổ, nhưng cứ nhớ hoài cái đó làm chi, để cho mình nuôi dưỡng cái hạt giống, tưới tẩm chi những cái hạt giống đó, rồi mình khổ đau trong đời này và kiếp sau nếu mình chưa giải được ra khỏi cái tâm hồn của mình. Cho nên tu thiền là gì? Có hoài hay nói về chuyện tu thiền là chúng ta có khả năng chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy được cái tích cực và cái tiêu cực nào trong người mình, cái nào cần để và cái nào cần dời. Bây giờ quý vị có cái cell phone, quý vị chụp hình, chụp nó đầy hết rồi, dơ lên chụp nó không thâu nữa, nó hiện lên cái chữ full memory. Bây giờ muốn chụp nữa phải làm sao? Delete bớt, xóa bớt thì nó mới trống được. Thì bây giờ mình cũng vậy, phải lắng xuống coi cái nào ở trong đây lâu quá rồi bỏ bớt đi, để cho cái tâm hồn mình đó. Cái thứ hai nữa, nên tụng kinh, tụng kinh sám hối, niệm Phật. Từ từ những cái lời kinh nó thấm trong người mình rồi, nó giúp cho mình đẩy mấy kia ra bằng lời kinh, chứ còn khả năng mình tự lực chưa được. Mai mốt quý vị nghe cái bài năng lực của người tu, trong đó Phật có nói là tự lực, tha lực, phương tiện lực, vân vân. Kính bạch thầy, một là thăng hòa đồng trú đồng chúng, Pháp Hòa Đọc nguyên văn nha, hòa là hòa cáp đó. Thăng hòa đồng chúng, cầu hòa đồng quân, dưới hòa đồng tu, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt. Không sao đồng chúng đó, nhưng mà hòa hiểu cái vị này muốn hỏi gì. Ý muốn hỏi về cái pháp luật hòa, sáu cái pháp hòa kính với nhau. Nhưng mà tại có thể nghe băng giảng đó rồi nghe không rõ. Cái thân chứ không phải là cái thân. Thân hòa đồng trụ, tức là mình ở chung với nhau một chỗ, vì cái chỗ ở đó chúng ta nên hòa đồng chia sẻ với nhau. Như ngồi trong chánh điện này, chúng ta chật thì chúng ta ngồi chật, chia sẻ với nhau ngồi. Trường hợp này gọi là thân hòa đồng trụ. Còn cái chuyện gọi là khẩu hòa vô tranh, tức là cái lời nói của mình có sự hòa thuận thì không có tranh cãi. Giới hòa đồng tu chứ không phải dưới hòa. Giới là giới luật, chúng ta chung sống với nhau cùng một cái giới luật với nhau. Ví dụ như mình ở trong chùa này, Phật tử đều là tam quy ngũ giới, thì chúng ta nhắc nhở với nhau về phần đó. Còn mỗi tháng một lần về chùa thọ bát quan trai, thì lúc đó chúng ta đang thọ giới bát quan trai với nhau, thì nhắc nhở với nhau trên phương diện bát quan trai đó, gọi là giới hòa đồng tu. Kiến hòa đồng giải, những cái thấy gì của mình đem ra mình giải bài để cho mọi người cùng biết. Ý hòa đồng duyệt, có cái ý kiến gì thì đem ra duyệt xét với nhau. Và cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân, có cái lợi lộc gì nhớ chia sẻ với nhau, để cho ai cũng có thể hưởng được một phần của cái đó. Con muốn hỏi Phật nói rõ ràng bày tỏ này A Nan, để ý cho ta hiểu như vậy. Vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, trải qua mấy kỳ, mấy tăng kỳ đó, và con không hiểu A Nan là ai, vì con không hiểu Phật cho lắm. A Nan á là người hầu cận Đức Phật, chúng ta thường gọi là thị giả. Nhưng mà ngoài đời á, ngài A Nan là anh em chú bác với Phật. Đức Phật con người bác, A Nan con của người em trai của Vua Tịnh Phạn.
Cho nên ngài A Nan với Đức Phật có cái thân tình bà con là anh em chú bác. Còn ở trong đạo thì ngài A Nan là đệ tử của Phật, mà là cái người được chọn để làm người hầu cho Phật khi Phật hơn 50 tuổi. Trước 50 tuổi Phật có thị giả, nhưng mà như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất chăm sóc thôi. Nhưng mà khi Đức Phật bắt đầu hơn 50 tuổi thì cần cái sự giúp đỡ của nhiều người, thì lúc đó mới cử ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan sanh sau Phật 35 năm, ngay cái ngày A Nan sinh ra đời thì cùng một ngày Đức Phật thành đạo. Mà đại chúng nhớ là Đức Phật thành đạo năm ngày 35 tuổi. Thì cái ngày đó ở tại rừng già mà Đức Phật thành đạo năm 35 tuổi thì tại hoàng cung ngài A Nan được sinh. Và A Nan là một người đặc biệt thông minh, đẹp trai. Đẹp trai đến mức độ là có khả năng làm cho các cô gái động tâm, thậm chí đến khi chỉ cần thấy làn da của ngài A Nan. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo thời đó khi đắp y ai cũng hở cánh tay phải hết, duy có ngài A Nan không được, vì Đức Phật sợ ngài A Nan làm cho các cô khó tu. Mà Đức Phật còn chế một cái tấm y để phủ trên vai ngài A Nan. Cho nên bây giờ có cái y gọi là y Phú Kiên. Phú Kiên là y che vai. Ngài A Nan thông minh lắm. Mà Đức Phật nói trong kinh đó, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp như biển cả, nhưng mà vô trong tâm thức ngài A Nan hết. Ngài nghe đâu ngài nhớ đó. Nhưng mà cái này cũng là một cái nạn là nhớ nhiều, nghe nhiều, có cái tội là ỷ lại cho nên không tu. Vì không tu cho nên không chứng quả, không đạt được cái gì của nội tâm. Cho nên khi mà các vị đều chứng quả thì ngã đang lọt tọt còn là người phàm. Vì người phàm cho nên mới khóc lóc kêu vang. Bạch thầy, con đọc kinh sám hối và đọc kinh chú đại bi, con quỳ trên giường ở trong phòng ngủ của con có tội không? Bạch thầy, cho con đem kinh đến chỗ làm đọc thuộc lòng có được không? Thì mình muốn học thuộc kinh thì học ở đâu cũng được, còn tụng kinh cũng vậy. Quý vị hành trì trong khi ngủ, ở trên giường ngủ, trong phòng ngủ hay ở chỗ làm đều được hết, không có sao cả. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, cái cách Pháp Hòa học kinh nó đâu có thời giờ đâu. Pháp Hòa lấy cuốn sách rồi bỏ một cặp, đi ra đứng chờ xe bus á. Trong khi đứng chờ xe bus là dở ra: phù nghiệp hệ thọ thân bị miễn hình lụy, bẩm phu mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Cất cái tập vô là suốt ngàn đó nhai câu đó: phù nghiệp hệ thọ thân bị miễn hình lụy. Rồi khi thuộc được câu 1 á, học câu 2. Khi thuộc câu 2 ráp 2 câu lại chứ không có đọc câu 2 à. Cứ đọc câu 2 là ráp câu 1, thuộc câu 3 là ráp từ câu 1. Cứ như vậy mà có cái cơ hội lặp đi lặp lại. Cho nên cái nào thuộc là nó thuộc. Pháp Hòa học kinh học vậy không đó, chứ thời gian đâu học. Để ở chùa tu có một mình à, mà việc chùa thì thôi, từ sáng tới tối lo cơm nước, lo tụng kinh, rồi quét nhà, rửa chén, làm hết tất cả việc trong chùa có một mình. Thành thử là đâu có thời gian mà ngồi ê a đâu, toàn là học trong khi mình đi xe bus. Còn tụng kinh á, lúc nào không học kinh á, bước ra khỏi cửa chùa là tụng nguyên thời kinh sám hối. Tụng dài cho đến bước vô cửa trường học là nguyện đem công đức này là xong bài kinh. Đi học ra khỏi trường học là tụng sám hối dài cho tới về tới chùa. Hành trì nguyên một nghi thức sám hối như là mình đang ở bàn Phật. Nguyện đem lòng thành kính đàng hoàng, rồi chí tâm đảnh lễ, rồi tụng chú đại bi, rồi đảnh lễ Phật, rồi tụng sám, tụng bát nhã tâm kinh như là một thời kinh đang thực hiện trước bàn Phật. Từ cửa trường về tới chùa, từ chùa về tới trường học, không có bỏ ngày nào cả. Còn hễ bữa nào mà không tụng kinh là phải học kinh. Chứ cái tâm của mình lúc nào mình cũng chú trọng vô kinh điển thì đâu có lo chuyện khác nữa.
phải không? Thành thử ra muốn tịnh thì phải có công thức. Cái tâm mình không bao giờ dừng suy nghĩ đâu. Có điều là bây giờ mình tu rồi, mình hướng nó cho nó suy nghĩ cái gì. Cũng giống như cái miệng không bao giờ ngưng ăn hết. Nhưng mà hồi xưa ăn tạp nhạp, ăn tùm lum, bây giờ tỉnh giác rồi, ăn cái gì phù hợp với cơ thể, không ăn những cái gì mang bệnh tật cho mình. Chứ không phải là tu rồi là ngừng ăn, không phải tu rồi là dừng nghỉ, mà biết nghĩ cái gì. Quý vị hiểu ý vậy ha. Hồi đó mình có tiền, không biết chánh niệm cho nên mua sắm tùm lum. Bây giờ tu rồi, hiểu rồi, vẫn phải mua, mà mua cái gì cần, không mua cái gì mình muốn. Hồi xưa giờ mình sống với cái muốn nhiều hơn mình sống với cái cần. Bây giờ hiểu đạo rồi thì sống với cái cần nhiều hơn cái muốn. Tại vì cái cần thì nó có hạn định, còn cái muốn thì sao? Vô hạn. Mình đáp ứng nổi cái muốn của mình không? Không. Vậy tu có làm gì khác không? Không có làm gì khác, chuyển thôi. Chuyển thôi. Mình cũng có cái túi đựng vậy. Cái túi đựng ở trước này thì mình chỉ thấy người ta mà không thấy mình. Bây giờ mình tu rồi mình quay cái túi trở lại, thấy mình nhiều hơn thấy người ta. Trước khi muốn nói người ta phải biết mình. Thì như vậy thì mình đỡ hơn, chứ không phải tu rồi buông hết. Cái cách tu trong nhà Phật là không phải tu là buông bỏ tất cả. Nhưng mà bây giờ chánh niệm làm cái gì để cái tu của mình nó xác thực. Như ví dụ hồi nãy, hồi chưa tu thì ăn uống tùm lum, bây giờ biết tu rồi thì nên ăn cái gì mà nó phù hợp cho cơ thể của mình. Theo thầy cho con hỏi, theo thầy cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu tất cả đều là giả thì đâu có cái gì là thật, vậy thì theo cái gì nữa? Theo thầy gì nữa, đã trả lời luôn rồi. Ở trên đời này không có cái gì thật. Nhưng mà chữ giả đây là gì? Là tạm có. Nếu chúng ta có nói thật thì cái thật này cũng chỉ là tạm thật. Bởi vì thật là gì? Nghĩa là khi nó thích ứng, nó phù hợp với quốc độ, với con người, với thời gian, với công việc thì cái đó nó thật. Pháp Hòa ví dụ, chết có thật không? Nếu hiện tượng bình thường, người đó nhắm mắt chết rồi, không lẽ nó giả bộ chết chứ chết cái gì? Ở đời này không có gì thật hết á, cái này cũng giả chết. Nếu đứng hiện tượng bình thường, chết là một sự thật, khi chúng ta nhắm mắt không còn cử động gì nữa thì chúng ta gọi là chết. Nhưng mà đứng ở cái phương diện xuất thế gian với cái nhìn mà sâu thẳm về cái chết thì chúng ta nói cái lý chết, cái này chết cái xác chứ không phải chết cái tâm thức, cái tinh thần không có chết. Thì lúc đó chúng ta nói cái gì? Nếu không có giả chết thì tại sao phải đem thiêu? Mà nếu chấp nhận đem thiêu nghĩa là chấp nhận cái thật. Như vậy thì cái thật đó chúng ta phải được nói ở hoàn cảnh nào, ở trường hợp nào. Cho nên đó, bây giờ quý vị nhìn cái hoa này, quý vị nói hoa này có thật không? Có, nó thật đây mà sao nó không được. Nhưng mà cái có này là chỉ tạm có. Vì sao nó tạm có? Do duyên nó hợp, chứ không phải là do nó có. Ví dụ bây giờ mình ngắt từng cái cánh ra thì gọi là cánh hoa. Chỉ cái này là cánh, cái cọng hoa. Tất cả những cái không phải là hoa nó có mặt. Vì nhìn cái này nó không cũng được, mà nó có cũng không được. Thì cái chúng ta đang nói là gì? Tạm có. Phải không? Mà cái mà thật là gì? Cái thật là chúng ta nhìn nó giả. Cái thật là chúng ta biết nhìn nó là giả. Hiểu được cái chỗ đó không? Cái thật là chúng ta biết nó là giả, cái đó mới thật. Khi mà chúng ta biết tất cả là giả thì chúng ta sống được lặng lẽ với cái thật sự là giả. Mà hễ mà còn chấp trước giả thật thì mình lại bị giống như Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình không. Thì mình phải nhớ rằng cái học cái không
không phải để chúng ta dính vào cái không, để rồi đi đâu cũng nói không. Không được, cái đó là một dạng chấp, cái đó là một dạng biên kiến. Biên kiến là bây giờ bỏ cái có cho nó dính cái không. Cũng giống như nó giờ tôi ghiền thuốc quá, tôi muốn bỏ thuốc, thôi tôi mua xin găm tôi nhai. Mỗi lần tôi ghiền tôi nhai găm, rốt cuộc hết ghiền thuốc mà ghiền găm. Mình coi chừng cái kiểu đó, buông cái này hết ghiền này thì nó lại ghiền khác. Cho nên người tu đã thấy đời là giả, thấy được cái đó là thật rồi, và cũng khi sống được thật thì cũng không nắm cái thật đó luôn nữa. Mình biết rằng cái thật này nó thật lúc nào, thật lúc đó thôi. Ví dụ bây giờ ai mà có cái cell phone 7 plus á, là top rồi phải không? Nhưng mà cái top này lúc nào? Lúc này thôi. Có thể 3 tháng sau thì cái này nó không còn top. Cái người nhận ra được cái thật đó thì thật là thật lúc nào? Quý vị thấy không? Quần jean á, có lúc mặc ống rộng kêu modern, có lúc mặc ống túng gọi modern. Ai mặc đồ rách phải kiếm người vá lại lành lặn chứ rách người ta cười. Bây giờ nó vô chợ nó mua thiệt là rách nó mặc, nó mua cái quần thiệt là rách nó mặc để nó được gọi là modern. Ngày xưa mặc cái quần cho tươm tất, có cái dây nịt đàng hoàng kêu đúng móp. Bây giờ nó mặc nó phải thả lỏng lỏng ra để ngồi xuống cho nó tụt 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 vậy đó, kêu là móp. Mà nó không tụt nó tự kéo nữa chứ. Thành thử ra cái mà chúng ta nói là nói gì, nó ở thời đại nào. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa đang còn cái cơ duyên Phật Pháp với tất cả đại chúng ở cái căn cơ, cái quốc độ, cái thời điểm này. 20 năm nữa mình không còn phù hợp gì nữa hết. Vì 20 năm nữa là cái tốt này đi theo diện ông bà, thì cái tốp sau nhỏ nhỏ nó lên, ngôn ngữ này nói nó không nghe nổi nữa đâu. Chừng đó phải đợi cái tốp sau, những thầy trẻ bắt đầu tiến lên nói tiếng Anh đồng một ngôn ngữ với nó. Ngày hồi trước Pháp Hòa mở khóa tu cho mấy em nhỏ đó, một mình mà vừa phải nấu ăn cho nó, vừa phải dạy nó học, vừa phải chơi với nó, có một mình mà coi như múa hết. Luyện được mấy đứa nhỏ sau này nó lớn lên rồi. Bây giờ tổ chức khóa tu á, mình có ra đó, mình nói á, cái ngôn từ mình nói nó không tương ưng với cái thời đại nó xài nữa, vì nó có những cái tiếng lóng của nó mình không biết, cũng như là nó không hiểu tiếng lóng của mình vậy đó. Thí dụ giờ đang nhà đang bận rộn vậy, nó vô nó hỏi má, má con ra ngoài chơi được không? Rồi mình nói có được thì cứ đi. Ba mẹ mình nói câu đó sao mình dám đi? Rồi mình tưởng là cái câu đó hay lắm, mình áp dụng cho nó. Nó vô nó mẹ, mẹ con ra ngoài đường con chơi đó. Đi được cứ đi. Nó nói dạ con đi được, con khỏe mà. Xách vợ đi. Mình tức chào máu. Tôi nói vậy mà nó cũng đi. Rồi ba nó hỏi nó bà nói gì, nó thì tôi nói nó được nó đi. Là nó nói nó, con đâu có nghe gì, con nói mẹ nói đi được thì cứ đi. Thấy không? Thành tử thời của mình nói những cái tiếng đó nó hiểu. Thời sau mình nói nó không hiểu, nó hiểu theo kiểu khác. Như vậy thì thật ở đây là thật gì? Thật đúng lúc, thật đúng người, thật cái đúng hoàn cảnh, chứ còn không có gì thật hết. Cái gì cũng là tạm, mà phải sử dụng cái thật để nhìn đó là thật giả. Không, tạm cái gì cũng là tạm hết. Mình đừng nói không, nói tạm có. Ngay cái thân này tạm có, tạm có mấy mươi năm rồi, mình phải xả nó. Ta biết tình là không mà ta vẫn đeo tình đó. Cho nên lúc đụng chuyện thì tình là tình nhiều khi không mà có. Có những lúc tình là tình nhiều lúc có như không. Có một vị thầy nói chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dâm cùng không với có. Mà dính cái nào nó cũng khổ hết, dính không dính có gì. Cho nên cứ thông dâm có thì, ví dụ giờ có nước uống, tự uống được. Mình mà khổ nổi con người mình là có nước lạnh thì đòi nước coca, có coca thì đòi nước trà,
Cho mình không bao giờ mình sống thật với cái mình đang có, rồi mình cứ đi mượn cái giả cho mình gắp vô không. Ăn chanh, ăn gỏi, gỏi là dĩ nhiên nó chua, mà đưa vô cái thì chua như giấm, chua như me, không nói được cái đó, không nói được cái chân như của gỏi, mà mượn giấm, mượn chanh, mượn gì đó vô để nói lên cái gỏi thôi, chứ mình không nói được cái thật của nó. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Hiểu được rồi thì sao? Khỏe thông dong vô cùng, vượt qua tất cả mọi khổ ách. Vì mình có quán thấy được như vậy. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới kỳ. Vâng. Còn nếu không là có không không có, vậy mới chì. Thưa Thầy, chỉ niệm Phật tụng kinh hàng ngày là đủ hay chỉ thiền định là đủ? Con thường tìm mọi cách để tham gia từ thiện nhưng lại muốn cho mọi người biết việc mình làm. Và mỗi lần làm từ thiện con thường hay đắn đo làm thế có được mọi người quan tâm. Xin Thầy chỉ cho con biết làm sao được an vui. Nếu muốn an vui thì lần sau làm nhớ đăng báo. Để ai cũng biết cái mình khỏi thắc mắc. Không có gì khó hết. Thật sự ra đó, nếu mình muốn chiều nó, mình muốn chiều cái danh đó, con người mình nó bị ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài là tiền bạc, sắc là hình tướng, danh là danh vọng, phải không? Thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, chúng ta gọi là ngũ dục. Ngủ là nằm hả? À, ngủ là nằm. Em ăn rồi em cứ nhớ cái đó. Ngủ là năm, dục là ham muốn. Ngũ dục là năm điều ham muốn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người tu có còn ngũ dục không? Còn. Cũng phải ăn, đúng không? Cũng phải ngủ, cũng phải cần tiền, cũng phải có danh, rồi gì nữa? Cũng phải có sắc. Cạo đầu cũng phải lờ, có nó còn chỗ nào sót không? Thôi ra ta cười làm sao? Mặc áo phải chỉnh, nghe chụp hình cái là sửa tướng thì sự thật mà. Chân thật là bất hư. Con người tu vẫn còn ngũ dục. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta biết ngũ dục. Như hồi nãy mà thưa, mình vẫn ăn, nhưng bây giờ ăn có chánh niệm, thế thôi. Mình cần tiền không? Cần, nhưng mà có chánh niệm để dùng tiền thì tiền không có tội. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Cho nên mình làm từ thiện, tức là mình cũng làm thiện, nhưng mà thiện này còn chút danh. Nếu như mình làm thiện mà còn cầu danh cũng không sao, nhưng mà ít nhất còn làm thiện, được này mất kia. Còn nếu mình làm thiện mà không cần danh thì thiện ba la mật, thiện trọn vẹn. Ví dụ như cái người đó, họ bây giờ họ nói chùa còn thiếu nợ bao nhiêu? Nó còn thiếu nợ 400 ngàn. Nó rồi được rồi tôi cúng, nhưng mà với điều kiện phải đưa tên tôi lên. Thôi không sao, đưa lên kiếm 400 trả nợ. Bây giờ người ta đang muốn vậy mà, nhưng mà người ta đúng thôi, người ta có cúng thì người ta phải có tên. Chứ nếu mà người ta không cúng mà biểu đưa tên thì hơi khó. Giờ ta có cúng mà đưa tên là phương tiện.
ta cúng rồi, cái ta hỏi ta đi chùa, đi ta nghe giảng riết, cái ta nói ô bây giờ tôi hiểu rồi, không cần danh thầy, tháo tên con xuống. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta chưa có tỉnh. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ trường hợp này nè. Mấy cái món đồ chay mà mình làm giả cá, giả tôm, giả cua, giả heo quay gì đó, để dụ ai? Dụ mấy người mới ăn chay. Chứ còn mình biết ăn rồi, chả sao cả. Chứ bây giờ hỏi, ăn chay mà còn đặt đồ tinh mặn, nghĩ tới đồ mặn, tôi nghĩ thôi chứ tôi có ăn đâu. Đỡ không? Còn nếu mà tôi nghĩ mà tôi đi ăn luôn nữa, cái này mệt á. Còn nghĩ tới nó thôi, nhưng mà giả. Nhưng mà bây giờ là đặt đồ chay đặt được không? Đặt được hết á. Này, nấu cái lẩu ra, hỏi lẩu gì đây? Lẩu niết bàn, cơm thanh tịnh, gỏi từ bi, kho hỷ xả. Hỏi kho hỷ xả là kho gì? Cũng phải nói ra này kia. Còn nếu mà muốn cho ta biết liền tức khắc thì khó tổ đó. Tại vì người ta đã quen cái món ăn mặn rồi. Bây giờ mình chỉ cần nói cái tên đó ra là ta biết liền. Nhưng mà ở đây biến thể nó, chuyển nó đồ chay. Còn đặt tên, đặt dư sức. Đặt dư sức, gọi liên trì, cơm thanh tịnh, kho từ bi, dòi hỷ xả. Ô cha, mình đặt đủ thứ tên mà rốt cuộc cũng phải nói thiệt à. Hỏi gọi thanh tịnh là gọi gì chị, giống như gọi sứa vậy đó. Bán vé chính thức không chịu bán trà đen. Nó nhỏ nhỏ cho người ta nghe đó là gì. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái tên đó là để cho những người người ta mới, gọi là trước dùng dục câu dắt, người ta cần cho nó, cho người ta cái đó. Sau dùng trí để nhổ, họ ăn chay quen rồi, họ không còn khó khăn nữa, thì chừng đó ăn cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ là ăn chay mà cứ rau luộc chấm tương theo quan điểm xưa nay của mình đó, ăn xanh dờn, xanh chành, xanh chạch đó. Rồi chừng đó quảng cáo với ai, rồi bắt đầu mình nói đó tu đó, thấy không, tu rồi đó, vậy nè. Còn có cái cô đó cũng nói ăn chay mà như ông thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thật sự làm sao vị Phật tử này làm từ thiện, nhưng mà cũng muốn người ta biết. Thôi bây giờ mình nghĩ vậy nè, bây giờ mình hỏi lại mình, muốn người ta biết để người ta khen, hay muốn người ta biết để người ta theo mình làm? Kiểm cái đó. Có những cái mình cần cho người ta biết, nhưng không phải để mình khoe khoang, mà để cho người ta học theo, ta làm theo cho nó tốt. Thì bây giờ mình chuyển cái này đi. Tu khá rồi, hồi xưa là mình muốn người ta phải biết mình. Thôi bây giờ mình thêm chút gia vị nữa, biết mình để làm theo, cùng nhau làm từ thiện, chứ không phải biết mình để rồi mình khoe khoang. Được không? Tu là chuyển. Tu là chuyển, tu là khéo thêm khéo bớt. Thí dụ như mình là hoa thì mình có thể nở ở đâu cũng đẹp. Đã là hoa thì mình có quyền biến hóa, cho nên để dấu sắc vô chữ hoa. Biến hóa không khó khăn. Mà khi biến hóa không khó khăn rồi thì chúng ta sống hài hòa mọi nơi mọi chỗ theo dấu hiệu. Nếu là hoa mà không sống hài hòa và biến hóa, đi đâu cũng phát hỏa, dấu hỏi, thì nó liền thành tai họa, dấu này. Cũng một chữ hoa, tùy anh bỏ dấu. Anh bỏ dấu nào thì anh sống theo cái dấu đó. Hồi xưa mình không rành, cho nên lúc nào cũng muốn xuất gia. Tới hồi hiểu đạo cái muốn xuất gia. Nhưng mà xuất làm sao được? Thôi bây giờ bôi từ từ, tạm thời xuất giá, tu trong cảnh xuất giá mà vẫn tâm mình vẫn xuất giá. Hết giờ chưa? Còn nhiều lắm đó nha.
Thưa Thầy, con cảm ơn Thầy đã đến đây cho con biết về Phật. Thầy cho con hỏi, con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Biết sao em đọc vậy à? Con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Có lẽ như mẹ con á, mà tại hà tiện chữ mẹ. Không biết khi mẹ chết con làm gì và đọc kinh gì, vì con muốn hai mẹ được siêu thoát lại cái. Con cảm ơn Thầy. Nếu muốn hai mẹ được siêu, bây giờ đăng ký đi, Thầy tụng cho. Mình muốn người thân mình siêu sau khi mất, mình hãy làm sao giúp cho họ siêu trong đời này, trong đời sống hiện tại. Thí dụ như á, làm vui lòng họ để họ không có khởi những cái phiền não cũng là một hình thức siêu rồi. Cho nên mình tụng kinh cho cầu đợi người chết rồi mới tụng cho họ siêu chưa thiết thực bằng chúng ta hãy sống làm sao, đối xử với họ như thế nào để đời này tâm hồn họ an lạc, thoải mái, họ ngay trong đời sống họ đã siêu. Vì người sống có an lạc thì chết nhất định sẽ an lạc. Còn như trường hợp mình lúc chưa hiểu đạo, mình không biết gì hết, cho nên mình sống cũng thờ ơ chút. Bây giờ hiểu đạo rồi thì mình mới muốn quan tâm họ chút, thì chừng đó mình phải dụng công. Còn bây giờ hai mẹ còn đang sống, đây là một cơ hội tốt nhất, thiết thực nhất để mình giúp cho họ được siêu. Con có một nỗi khổ tâm về hai đứa con của con. Một đứa năm nay 12 tuổi nhưng đầu óc chỉ khoảng 2 tuổi thôi. Còn đứa thứ nhì 9 tuổi mà đầu óc chỉ 4-5 tuổi. Hỏi gì thì nó chỉ lặp lại câu hỏi. Nghĩa là nó bệnh autism đó. Thì cái cô này mới nói rằng, con rất lo lắng nếu khi con nằm xuống đất không ai lo cho con càng ngày càng tuyệt vọng và rất buồn phiền. Xin Thầy chỉ cho con phải suy nghĩ làm sao để cho tâm con bớt phiền não và có sức mạnh để giúp cho con của con. Hai cái đứa con bệnh á là nghiệp của nó phải gánh. Nhưng mà mình là người chăm sóc nó là nợ của mình. Mình chỉ gánh nợ thôi chứ không thể gánh nghiệp. Nghiệp cái người bệnh đó, nó khổ hơn cái người chăm sóc. Mặc dù mình chỉ cực thôi, nhưng mà mình không bị cái bệnh nó hành khổ mình. Còn cái người nào mà bệnh nó trên thân họ đó, thì họ mới là người khổ hơn mình. Cho nên á, bây giờ cô quán như thế này. Hai đứa con nếu quán ở cái mặt tiêu cực á, nghiệp của nó, nợ của mình. Còn bây giờ mình nguyện, mình làm vị Bồ Tát cứu độ hai chúng sanh đang đau bệnh này. Bởi vì cuộc đời này á, mọi sự phải được thực hiện tốt đẹp là do chúng ta phát nguyện thôi. Còn nếu chúng ta không phát nguyện thì không có chuyện gì nó có thể thành được. Thì bây giờ hai chúng sanh đau khổ cũng là hai người. Bây giờ ví dụ con cô khỏe mạnh không có gì hết, cô dư thời gian cô cũng muốn đi giúp cho những đứa bé bệnh như vậy, thì thôi bây giờ khỏi cần đi đâu hết. Hai chúng sanh này nó tới với mình để nó làm cho mình mãn cái nguyện của mình là chăm sóc người bệnh. Còn ở mặt hiện tượng đời này, mình lo là mai mốt mình mất đi, không ai lo cho con mình. Thứ nhất cũng đừng lo quá lo. Ở cái xứ này, chính phủ này họ không bao giờ để cho những đứa nhỏ đó mà nó sống. Mặc dù họ không, nó không tốt hơn, nó không lành bệnh, nhưng họ cũng không làm gì để mà cho cuộc sống nó tồi tệ đâu. Họ cũng chăm sóc nó cho đến ngày nó viên mãn. Cái đó cô không cần lo nhiều. Mà bây giờ cô muốn để lại cho con, thì cô cố gắng ngay trong giây phút này cho đến ngày cô viên mãn, mỗi ngày nhớ tụng sám hối cho nó, sám hối cho nó, trong đó cũng có mình. Tiền của thì không có, chăm sóc nó thì cũng không được, thì bây giờ chỉ có cho nó được cái phước thôi. Cái phước mình có thể cho là mong rằng khi mình nằm xuống, nó được người ta chăm sóc trọn vẹn, một cách thương yêu nó hết lòng. Còn sự thật
ở xứ này chính phủ không để một người già nào mà không có vấn mà phải bị khổ não về cái già bệnh ăn uống của họ cả. Người già nào cũng được chính phủ chăm sóc tốt, không? Một người, một đứa nhỏ sanh ra bệnh tật, chính phủ còn chăm sóc ngay bây giờ. Cô sống bằng cái tiền của chính phủ chăm sóc chứ cũng đâu phải là không đâu. Họ cũng chăm sóc một phần nào. Thành thử ra không bao giờ có cái chuyện là họ bỏ phế. Phong Hòa kể đại chúng nghe, có một người tới, chạy tới nói với Pháp Hòa là có một người mẹ có hai đứa con, bây giờ cô này sắp chết mà không có gia đình, không người thân. Chính phủ đã đem hai đứa con về đưa cho người khác nuôi rồi. Thì hỏi Pháp Hòa có vô thăm được không? Thì Pháp Hòa nói dạ được. Vừa bước vô thăm, cô nắm tay Pháp Hòa, cô nói con muốn đưa hai đứa con của con cho thầy. Pháp Hòa vô thăm chứ Hòa đâu có ý định đi kiếm con. Nhưng mà bây giờ cái cô này cổ muốn vậy rồi làm sao? Pháp Hòa cũng không dám hứa liền, nói thôi được rồi, để tôi về tôi họp ở trong chùa rồi tính. Lập tức đi về chùa mở buổi họp, thì trong chùa ai cũng đồng ý hết. Đồng ý hết rồi bắt đầu làm giấy, chuyển giấy tờ. Cổ vừa ký tên xong buổi sáng là chiều đó cổ chết. Hai đứa con đó Pháp Hòa lắm. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu nói không chừng đời trước nó con mình, rồi mình cũng không chăm sóc nó đàng hoàng, mình bỏ mình đi tu. Rồi thì không biết cái ông nào đó, ông anh hùng, ông nói chị yên tâm, tôi vô chùa tôi lôi ra cho chị. Bị gì cái ông mà vô kêu Pháp Hòa là cái ông thông dịch. Ông với Pháp Hòa có quan hệ gì đâu. Mà đặc biệt một điều là khi giao hai đứa con rồi, ký giấy tờ rồi, ổng mất tiêu luôn, không thấy ổng. Như ổng như vậy, ổng rõ ràng ổng chỉ làm một công chuyện là ngày xưa ổng tài lanh, ổng đi mượn nợ giùm. Rồi Pháp Hòa quịch nợ trốn vô, ổng nói yên tâm, không có tóc tôi cũng nắm, vô chùa tôi cũng lôi. Cho nên ổng là thông dịch mà ổng đi vô kiếm Pháp Hòa, ổng nói con nghe nói thầy hay đơn thăm bệnh lắm nè, giờ có cô này có bệnh lắm thầy đi không? Mà tự nhiên bữa đó mình hẹn mình nói thôi chiều đi, không được thầy đi liền, có bệnh nặng lắm rồi. 11 giờ trưa bỏ cơm vô gặp cổ, vừa bước vô thôi là cổ nói con muốn đưa con của con cho thầy. Mà Pháp Hòa có quen biết gì cổ đâu, cổ chưa hề đi chùa, Pháp Hòa chưa hề biết cổ. Cho nên á, đời này mỗi gì nó có mặt, nó đều có cái duyên hết á. Một á là từ duyên mới có nợ, rồi có những người có nợ mới kết duyên. Thí dụ như mới gặp nhau là duyên, sống chung bắt đầu gây nợ. Rồi có những người không biết gì hết do mai mối, đó nợ mới nên duyên. Còn này là duyên mới sanh nợ. Cho nên rồi chúng ta trong cuộc sống này, nếu cái gì nó đến với mình, dù đó là chồng mình, con mình, vợ mình hay cháu mình, mình phải chăm sóc, đừng nghĩ đó là cái nghiệp. Nếu nói nghiệp cũng được, nhưng mà nói chỉ nghiệp cái tự nhiên mình thấy mình tuổi thân. Bây giờ đổi cái nghiệp thành cái nguyện, tôi không có nghiệp gì nữa hết, tôi phát nguyện tôi chăm sóc. Bây giờ nếu tôi không chăm sóc thì người khác cũng chăm sóc thôi. Bây giờ quý vị có để ý rằng có nhiều khi con mình dạy nó không nghe không? Mà hàng xóm nói nhiều nó nghe hết không? Như vậy là mình với nó, mình không nói được nó nghe. Thì nhưng mà ngược lại có những người con của hàng xóm tới mình nói nó nghe, mà con ruột mình nói nó không nghe, thì thôi giờ đổi, trao đổi. Mình dạy con người ta dạy con mình, không có mất đâu hết. Cho nên đổi nghiệp thành nguyện, tự nhiên khỏe. Còn thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói trời ơi tôi không biết mắc cái nghiệp gì mà đời này tôi biết mắc bố vậy, nói từ sáng tới tối. À, nếu mà nói cái nghiệp á, nghiệp tôi đâu có nghiệp gì, tôi nguyện mà. Người ta không hỏi còn năn nỉ, hỏi đi. Rồi còn chỉ cho nó giấy nè, viết nè. Giờ muốn gì nữa giờ. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Đổi nghiệp thành nguyện, như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Cái gì cũng là do mình dụng cái tuệ giác của mình, cái chánh niệm của mình để mình chuyển tất cả thôi à. Cái đó khổ,
mà mình tu làm sao mà đến hết khổ là cái dấu hỏi nó rớt cái còn khô. Mà khô lúc nào cũng lâu hơn là khổ, tại khổ nó có nước, nó mau rã, còn khô để lâu được. Tu khổ mà tới khô, hỏi khô gì khô cái khổ. Trong đời sống con vẫn có vận rủi may, đó là duyên nghiệp mà ra vậy. Sự liên quan giữa duyên nghiệp như thế nào? Này trả lời trong cái vô tình đó. Từ duyên nó dẫn tới nghiệp. Thí dụ như á, mình với người đó có nghiệp, nhưng mà cái duyên đầu tiên là mình gặp cái mình mới kết mô đen. Nhiều khi á, hỏi thương cái gì? Thương có con mắt à, mà bưng nguyên cục về rồi ráng chịu chứ nói gì vậy. Hỏi cái gì mà thương? Thương cặp mắt là cái duyên rồi. Thấy mắt mà quên nguyên cục. Quý vị để ý nè, quý vị đi mua nhạc, quý vị nghe đó, cầm một cái dĩa nhạc lên 20 đồng, thích có một bản trong đó thôi cũng phải mua nguyên dĩa vậy. Nhiều khi trong đó 3 ca sĩ mà mình chỉ thích có 1 ca sĩ thôi mà cũng phải khiêng 2 ca sĩ kia về vậy. Rõ không? Pháp Hòa ví dụ vậy đó, rồi để chúng thấy rõ cái nghĩa là trong cuộc sống của mình nó có những cái gì, một cái nhỏ mình thích mà mình phải chấp nhận một cái gì đó nó bất trắc đến với mình. Cho nên tu á, nó dễ lắm, nó ngay trong cuộc sống của mình, trong những cái chuyện nhỏ nhặt đó rồi mình thấy. Con rất tin tưởng hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm. Con có tập niệm chú Đại Bi 21 biến hàng ngày, mà con có nghe là người tụng chú Đại Bi lâu ngày sẽ có tánh tình nóng nảy. Như vậy có đúng như thế không? Cái này nó kêu là gì biết không? Cứng đơ chấm cơm. Đừng có nghe cái người này. Nếu mà kinh mà tụng cho nóng nảy thì cái này đâu được gọi là kinh. Nó gọi là cái gì chứ đâu phải là kinh. Có kinh gì mà tụng nóng nảy không? Kinh tế còn không nóng mà lấy. Càng nhiều kinh tế càng hạnh phúc mà. Huống chi là kinh Phật. Mà đặc biệt là chú Đại Bi, nghe chữ Đại Bi là biết nó tình thương nó lớn cỡ nào. Mà tụng vô nóng nảy kiểu này chùa nào dám tụng. Vậy mà chùa nào cũng tụng chú Đại Bi hết à. Bữa kinh nào cũng chú Đại Bi hết. Cô Phật tử này không có lỗi. Lỗi là cái người nói nè. Quý vị biết cái này kêu là gì không? Tà kiến. Tà là lệch lạc. Chứ mình không có cái ý nói người ta tà ma nha. Chữ tà nghĩa là lệch, nghiêng quan bên, giống như chiều tà. Cái chữ chiều tà là vậy, mặt trời nó nghiêng. Mình tu phải có chánh kiến, chứ không được có tà kiến. Mà rõ ràng là người Phật tử mà học sơ cơ nhất cũng không thể tin điều này, chứ đừng nói là mình có nghe thâm nhập Phật pháp. Có cái kinh gì mà tụng để người ta nóng nảy đâu. Cái đó nếu mà đã như vậy thì không thể gọi là kinh. Nó là phù phiếm ma mị gì đó, chứ không phải là kinh. Mà đã là kinh thì không có kinh gì mà tụng bị nóng tính cả. Cho nên á, tại sao Phật tử phải thường xuyên nghe pháp? Hồi sáng Hòa Thượng trụ trì ngài có dạy đó. Nghe pháp được 5 cái lợi, trong đó có một cái phần là trừ đi cái tà kiến, hiển bày cái chánh kiến chúng ta sống. Cho nên quý vị, Pháp Hòa cứ nhắc hoài, tại Pháp Hòa hay bị, cứ mỗi lần đứng vô chụp hình cái thôi tôi cũng chụp đâu 3 người, mà không có lúc nào Pháp Hòa không nghe câu đó. Cho nên đi tới đâu cũng quá nói nhắc hoài cái chuyện đó, đừng có sợ chụp hình 3 người nè, đó 1, 2, 3 nè, nói theo tiếng Huệ là cọ răng mố đấy, Di Đà Quan Âm Thế Chí nào không phải 3 hả? Rồi mình cứ đứng mình chụp hoài, 3 người cũng đứng nguyên, đâu có chết ai đâu. Rồi bây giờ ví dụ mình cho là ở trên này 3 đi,
rồi mình đứng ở dưới ba là mấy? Đâu có lẻ đâu lo. Không có cái chuyện đó đâu. Không có chuyện chụp hình 3, 4, 5, 6 gì cả, mà cũng không có cái chuyện tụng kinh gì mà bị nóng tánh đó. Chẳng những không phải Pháp Hoa Đại Bi mà có nhiều người còn nói tụng, đừng có tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa gia đình xào xáo. Trời ơi, tội nghiệp, cái đó là tội nghiệp chứ không phải. Mình không có ghét họ, mình không có giận. Người tại gia bị tà kiến, người xuất gia không học đạo cũng tà kiến như thường. Dạy cho Phật tử toàn là những điều mê tín, không đúng đâu. Quý mình cứ nhớ là mình nấu gạo, nấu cơm đúng là cơm nó chín. Còn mình nó đông nước đúng, để gạo vô mà múc muỗng cát vô, hai muỗng cát vô nó cũng hư là cơm nữa, chứ đừng nói là nó không hư. Cho nên mình phải có chánh kiến, không nên có tà kiến. Mà tà kiến là những cái thấy sai lệch như vậy đó. Chẳng hạn như là quý vị thắp nhang, quý vị đợi nhang cong, hễ cây nhang nào mà cong là trời ơi Phật linh quá, Phật chứng. Rồi quý vị nguyện ăn chay, không ăn cái tháng đó bị đau bụng, cái nói Phật quở. Trời đất ơi, Phật là một cái người mà mình tôn lên vậy đó, rồi cái giờ mình hạ bệ xuống giờ đi coi cái đứa nào ăn chay cho đau bụng chơi vậy. Mình đưa Phật lên thiệt là cao. Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, chiên rình ai ăn không ăn. Tội nghiệp Phật vậy đó. Chứ đừng bao giờ mà đưa Phật lên cái kiểu mà Phật, chị biết không, bạn tôi nè, bữa hôm hứa cúng nào 500 không cúng nó đụng xe đó, thấy không? Trời ơi, đừng đi quảng cáo kiểu đó nha, chết Phật á. Rồi hỏi tôi cái tôi nói bà có hứa gì, tôi hứa cúng 500, tôi bắt nó cúng 600 đó. Đừng có bao giờ đi quảng cáo Phật kiểu đó, sai lầm vô cùng. Phật không có như vậy. Phật cũng chẳng rảnh cái kiểu xin lỗi nè, mình tu mà Phật ơi cho con trí tuệ đi, Phật còn không cho được mà huống chi Phật làm gì. Không chịu học kinh, không chịu nghe pháp thì trí tuệ đâu có. Mà nghe mấy cái này là trí tuệ không có, mà trí tệ chứ không phải trí tuệ. Trí tệ nghe tới đâu tệ tới đó. Ngày nào cũng tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Mà cho nên á, người Phật tử muốn chánh tính chánh kiến, trước khi có chánh tính phải có chánh kiến. Mình phải có cái thấy, rồi từ cái chánh kiến nó dẫn tới cái chánh tư duy, là cái suy nghĩ đúng. Từ cái chánh tư duy nó dẫn tới chánh ngữ, là nói đúng. Rồi mình siêng năng truyền bá cái đúng, là chánh tinh tấn. Rồi tạo cái nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Rồi bắt đầu mình mới có được cái tịnh tĩnh, là chánh định. Một cái mà chánh thì những cái khác nó chánh theo. Còn một cái mà nó tà thì bao nhiêu người ta tránh, tránh người đó. Còn cái này gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Thật sự ra cô Phật tử hỏi không có gì sai, không biết thì hỏi, nhưng mà đừng nghe những cái câu này. Có một vị thầy đi tới nhà người ta, biểu Phật tử bẻ nhang xuống cho thấp. Hỏi sao vậy, thấp nhang không được, thấp cao hơn đầu Phật, có tội. Ông lấy nhang bẻ khúc khúc ra. Đâu có đúng đâu. Là nữ ra không hiểu được á, người tu mà không học Phật thì cũng tà kiến như thường, chứ không phải như phải thường đâu. Xin thầy chỉ dạy cho cách đọc kinh nào và trì chú gì để giúp cho người nhà đã quá cố được vãng sanh trong vòng 49 ngày. Cái này em cũng đang nghiên cứu. Thường một người mới mất, theo quan niệm của mình là mình cần hộ niệm. Và thưa đại chúng, mình hộ niệm không phải là tụng mà họ siêu. Tụng có nghĩa là mình khai thị cho họ, để mong họ tỉnh giác, họ phát tâm. Cái gì cũng phải từ sự phát tâm. Một cái người mà người ta
mình thương họ quá, mình đưa cho họ miếng cháo vô miệng, mình nó nấu, mình đưa vô tới miệng đút cho họ ăn. Nhưng mà cái cuối cùng họ vẫn phải làm là gì? Họ nuốt cái đó. Cái người mất cũng thế. Chúng ta tụng gì tụng, làm hết lòng, nhưng mà cái quan trọng là phải làm sao là bản thân họ phải khai tâm bằng chính. Đây là một biểu tượng nè. Bà Thanh Đề, tại sao ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà không cứu bà ra khỏi được, mà thấy bà đói khổ lại đem cái chén cơm tới đưa cho bà. Rồi khi bà thấy chén cơm mở trong cảnh khổ đó, bà có phát tâm mà chia sẻ không? Lại lúc đó nghĩ tới cái người khác sợ ăn uống của mình, lấy cái tay che lại. Mà tại sao cái chén cơm nó bốc lửa? Không có cái gì quyền quặc trong chỗ này hết. Cái chén cơm bốc, cái chén cơm là tượng trưng cho vật chất. Mà cái tâm tham mà nó tiếp xúc với vật chất thì vật gì cũng biến thành ra đồ tham cả. Mà đồ tham là lửa, một ngọn lửa nó đốt mình. Cái chuyện trong kinh Vu Lan không có gì huyền thoại, không có gì mà mình phải tưởng tượng ghê gớm cả. Bất cứ một cái gì, ví dụ mình vô chùa, mình thấy cái chuông là mình lấy, hay là bất cứ cái gì của ai mình lấy bằng cái tâm tham của mình. Cho nên bà Thanh Đề cầm chén cơm là sợ người khác chia sẻ, là một ích kỷ. Lấy cái tay che lại là bỏng sẻn. Cho nên tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ thì nó là lửa đốt mình chứ là gì đâu. Cho nên chén cơm hóa lửa. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ khổ quá về cầu cứu. Đức Phật nói một mình ông không thể cứu được, chỉ phải nhờ tới thần lực của mười phương tăng. Tại sao ở chỗ này nói là thần lực của mười phương tăng? Bởi vì tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Một người nói chưa đủ sức, nhiều người nói nó mới đủ lực, đúng không? Chùa này thầy trụ trì xây đó, nó được không? Nó chỉ đứng ở cái hiện tượng là thầy vẫn chỉ đạo, nhưng mà ngôi chùa này một mình thầy trụ trì không thể xây. Hàng bao nhiêu tâm lực nó mới lên được cái chùa. Cho nên một người muốn giải cứu họ không phải một người làm được, mà đòi hỏi ở năng lực của đại chúng. Mà năng lực đại chúng phải tiếp xúc, mà người đương sự phải tiếp xúc với năng lực này thì họ mới chuyển được. Cho nên bà Thanh Đề thoát khổ là nhờ thần lực của chư tăng hợp lại giúp đỡ cho bà. Cho nên nếu mình có người thân muốn giúp họ thì mình nhớ là mình phải đồng lòng và đem cả cái tâm thanh tịnh của mình để truyền đạt cái ý này đến cho người thân. Mẹ con muốn khi mẹ con qua đời, tụi con đưa mẹ con về Việt Nam chôn cất. Kính thầy khai thị cho mẹ con để thân tâm mẹ được thanh tịnh. Không biết là có chịu đưa hay không, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng không cần phải đưa về Việt Nam. Nếu bà cụ nhìn lại gia đình, nếu gia đình không có khả năng thì không cần về Việt Nam. Thật sự ra mình quan niệm là mình muốn chôn thân của mình ở quê cha đất tổ. Nhưng mà thật sự ra đó, chôn ở đâu hay là thiêu ở đâu thì cái quan trọng là cái thân tứ đại này khi mình chết đi rồi nó là chỉ là một cái vật chất. Mình muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó mình làm. Ví dụ như bây giờ đem về Việt Nam cũng được, nhưng mà làm sao cho nó gọn, đỡ tốn kém cho con cái. Mình có thể mình thiêu rồi mình về nước. Còn thật tình mà nói đó, mình vừa chết ở Hòa Lan này, mình muốn đi về Việt Nam là trong cái tích tắc mình đã đi rồi. Vì lúc mình chết mình không đi bằng cái thân này nữa, mà mình đi bằng cái tâm thức của mình, cái thần thức của mình. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa sẽ hỏi một vị thưa cô, thưa chú, hồi ở Việt Nam cô chú ở đâu? Nói nhà tôi ở Bến Tre. Nói vậy thôi, cái tâm mình liền phóng về Bến Tre và mình có thể diễn hết cái cảnh Bến Tre. Chợ Lách nó nằm ở đâu, chợ cũ nó nằm ở đâu, rồi gì gì mình nói hết. Mà mình có cần đi về Bến Tre đâu.
Tại vì tất cả hình ảnh của Bến Tre nó ở trong tâm của mình, tàn thức của mình, rồi nói cái là nó ra liền. Tâm mình đi rồi đó. Cho nên đó, mình không phải đi bằng cái thân xác như là con người sống của mình nữa, mà khi mình chết là mình đi bằng thần thức. Cái đó nó không có hình tướng, cho nên nó đi đâu cũng được hết. Giống như hiện tại chúng ta đang sống đây, cái chúng ta đang ăn là ăn cái gì? Thí dụ quý vị uống nước, quý vị nhai cơm, cái này gọi là đoàn thực. Người còn sống, cách ăn của người còn sống gọi là đoàn thực. Nhưng mà cách ăn của người chết là xúc thực chứ không có đoàn thực. Người chết là ngửi thôi, chứ người chết không, cái người âm họ không ăn như người sống. Bởi vì loài nào nó có cái chủng cách ăn của nó. Thì cái người mất á, là họ ăn xúc thực. Phong vào ví dụ như á, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày, xong chiều lại mình nói cô mời cô ăn, nó thôi no rồi. Hỏi cô ăn gì no? Không có ăn, ngửi không à. Ngửi không mà nó no. Vậy thì cô đó có xúc thực không? Xúc thực, tức là mình ngửi mình nó. Thì cái người chết họ không ăn giống mình còn sống mình bỏ một miệng mình nhai nhỏ 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 ra. Cái nhỏ nhỏ kêu là đoàn, đoàn tức là nó tròn, nó nhỏ nhỏ trở lại ăn luôn. Người sống mình đoàn thực, mà người chết thì xúc thực. Vậy thì người sống mình cần passport để đi qua cửa ải. Người chết không có passport, cho nên chẳng cần ra chợ mua cái passport về đâu. Không có cần. Passport nó expire, người passport này không có expire gì hết, đi hoài. Cho nên không có, cái người mất không có đi như vậy. Cho nên bà cụ đừng có sợ là mình không đi được. Rồi có trường hợp nói giờ mình là người Việt mà lúc đó là chết là tụng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Mỹ gì nghe được không? Nghe được hết. Tại vì lúc đó mình không nghe bằng cái âm thanh, mình nghe bằng tâm thức. Khởi tâm là mình đã cảm rồi. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị gặp cái người mất đó, người Hòa Lan, mình không biết nói tiếng Hòa Lan, mình nói tiếng Việt họ vẫn nghe được, tại họ cảm nhận cái nguồn tâm của mình. Có người thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và mua dây chuyền cho Phật đeo, điều đó có ý nghĩa gì? À, mua dây chuyền cho Phật đeo chứ không phải mình đeo dây chuyền Phật. Cái này không nên. Có nhiều người mua chuỗi, mua đồ treo tùm lum trên tượng Phật. Thậm chí ở Việt Nam nó có một số chùa Phật tử không biết khấn nguyện cái gì rồi linh ứng là được đáp đó. Quý vị đi mua mấy cái miếng vải mà dài thòn rồi treo tròn cho Đức Quan Âm á. Thỉnh thoảng quý vị đi về Việt Nam thấy có vài chùa mà cho Đức Quan Âm mặc cái áo vải mà treo cột dây đó đó. Cái đó là cái áo của tiếng trống Mê Linh. Lúc mà trong giây phút chia tay trời, cái áo đây áo ngự hàng khanh hải mặc, trời đất ơi, Quan Âm phù hộ cho mình đủ kiểu hết, rồi mình cúng lại có cái áo đó. Không có nên cúng mấy cái đó, đó là tà kiến. Nếu như mình nguyện đi, thí dụ nói con nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho con được cái đó đi, thì con xin phát tâm bố thí cho người nghèo 200 phần. Quan Âm đâu có cần cái áo đó, may cho ngài chi cái áo đó tốn tiền, mà mặc vô không giống ai hết. Ta vô cái chùa ta nói cái đó không phải cái chùa, là cái miễu. Mà không nên chiều cái kiểu đó. Làm như vậy riết rồi Phật tử họ không biết cái gì là chánh kiến hết, rồi cứ thấy Phật trời như là thần thánh ban phước giáng họa, chỉ cần cho cái áo là cái gì cũng được hết. Thành thử ra mình thấy như vậy rồi còn cái gì nữa. Phật pháp rồi quý thầy cứ đem hết cái chuyện gọi là chánh tín ra giảng, rồi mình một mặt nghe thì cũng nghe, mà mê tín vẫn mê tín. Cho nên đó, quý vị đừng có đeo cái gì cho Phật hết đó. Nghe Đức Phật Thích Ca của mình đó, có biết bao nhiêu thứ mà ngài còn bỏ. Tự nhiên bây giờ mình đem cái đồ của Việt Nam mình gắn vô, mà hỏi phải đồ thiệt không? Dạ, vàng 10. Người Ấn Độ người ta đeo vàng từ lỗ mũi tới cái ngón chân, đúng không? Người Ấn Độ là đeo vàng từ lỗ mũi, lỗ tai, đeo hết xuống chân. Mà khi ngài đi tu, ngài lột, ngài trả lại hết, ngài không lấy mà. Rồi bây giờ tự nhiên mình đi mua mấy cái đó mình gắn lên cho Phật.
thần thánh mình muốn cúng gì đó cúng, cái đó mình không dám nói. Nhưng mà nếu mình nói cúng Phật cái đó là không nên. Vì mình làm như Phật, mình biến Phật trở thành là những thánh thần để mà mình đút lót phù hộ cho mình. Cho nên Pháp Hòa không có vui mỗi lần mà thấy những cái hình ảnh chùa chiền nào mà tròn lên những cái áo Phật tử đi mai. Quý vị biết cái áo bà nói không? Cái miếng vải lụa gấm gì đó rồi thiếu này thiếu kia tròn lên trước vậy đó. Mà cái đó là mấy cái áo trong tiếng trống mê linh, lúc ta chia tay ta cởi ra để làm tinh. Trời, bây giờ tạo dự nhiên đem Phật vô gắn mấy cái đó, trời không đúng. Có người đã chết lúc hấp hối, không muốn để hình mình trong chùa, nó cát bụi trở về cát bụi nhưng hình vẫn để trong chùa. Điều đó người chết làm, người chết có buồn không? Mà nếu họ có buồn họ cũng có nói cho mình nghe đâu, mình biết. Không sao đâu, họ chỉ nói là cát bụi trở về cát bụi là họ nhắc nhở mình thôi, hiểu không? Cái thứ hai nữa đó, thật sự ra cái hình để trong chùa là một hình thức tưởng niệm để chúng ta không có quên cội nguồn, nhắc nhở chúng ta một cái, nhiều khi cái đó cũng là một cái duyên kháng khích giữa người thân với chùa nữa. Nhờ có gửi cái hình vô chùa vậy mà người thân có cái cớ là gắn bó với chùa, cho nên không có sao. Còn câu nữa mình nghĩ rồi, đó rồi. Kính, con kính chúc thầy luôn được khỏe mạnh an vui. I am a big fan of yours. Ủa này thơ rồi. Thôi câu cuối ha. Con muốn hỏi thầy, con tụng kinh mà ít khi thắp hương thì có sao không? Thầy hoan hỷ giảng cho con biết. Tụng kinh mà không thắp hương có sao không? Phật mừng. Nếu mà mình thắp nhang nhiều quá, mình khấn Phật không biết mình là ai, tại cay mắt quá. Nhất là mấy ngày mùng 1 á, 30 đi chùa cúng Phật nhăn. Ai vậy? Tại vì khói quá trời xông lên. Cho nên khỏi thắp, Phật nhìn mình kỹ. Còn mình thắp là cay quá, mà bữa nào mà nhầm cái bó hương nó không thơm nữa, mặt cưa không Phật. Ngồi mà nhăn chứ. Thật sự ra cây hương là gì? Tại sao nhà Phật phải thắp hương? Hương là tượng trưng cho thơm, là hương là thơm mà, tượng trưng cho đức hạnh của cái người tu giữ giới. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát của chim ngũ phần. Cho nên mỗi khi thắp cây hương là nhắc nhở chúng ta luôn luôn học hành, học giới, tu giới để sanh định, có định để phát tuệ. Và chính cái này là cái mục tiêu và cái quan trọng của người tu. Cho nên mình thắp một cây hương biểu tượng, một cây thôi. Nếu ở nhà mình tụng kinh, phút đầu mình thắp cây hương, tụng chút, thời kinh còn mà hương hết, cứ tiếp tục tụng, không cần đứng dậy thêm cây hương nữa. Nếu mình đứng dậy thêm cũng chẳng sao, nhưng mà thật tình là không cần thiết. Một cây biểu tượng là đủ rồi. Còn nếu Phật tử mình đi chùa, thấy có ai đã thắp hương rồi, mình khỏi thắp. Chỉ cần quỳ xuống đảnh lễ Phật hay muốn cầu nguyện gì đó tùy, nhưng không cần thiết phải có thêm một cây hương. Bởi vì hương là tượng trưng cho giới, chứ không phải là cái sự cúng quải cho nhiều để Phật chứng cho mình. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, tức là tâm của mình muốn gửi vào cái nén hương đó để mình có cái giao cảm giữa mình với Phật, giữa mình với ông bà,
chứ nó không có gì cả. Cho nên quý vị thắp một cây lúc đầu là được rồi, còn trong buổi kinh không cần đứng dậy, trừ khi nào mình ở trong một cái đạo tràng như trong chùa mình tụng kinh có một nén hương, vì không gian của chùa nó rộng, nó thoáng, mình thêm một cây hương để cho nó có cái mùi thơm trong chùa cũng tốt. Nhưng mà đặc biệt cây hương ở đây muốn nói là hương đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Khi mình cầm cây hương lên, ngay cái giây phút mình cầm cây hương lên gọi là niêm hương, chứ không phải là niệm hương. Có nhiều người không biết, ghi vô giấy thầy chủ lễ niệm hương. Niêm hương tức là cầm cây hương lên rồi mình mới bạch Phật, chứ không phải niệm hương bạch Phật. Niêm là cầm, giống như là Đức Phật cầm đó hoa sen gọi là niêm hoa, Phật cười mỉm gọi là vi tiếu. Cho nên mình hay nói lên cái hình ảnh là Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen mỉm cười gọi là niêm hoa vi tiếu. Cho nên mình cầm cái hương lên, cái giây phút mình cầm là niêm hương. Mình cầm cái hương đó lên nghĩa là mình cầm lên cái giới, cái định, cái tuệ. Thưa đại chúng, là tất cả những gì chúng ta bày trên bàn thờ là một biểu tượng chứ không phải mê tín. Từ trái cây, hoa, nước, nhang, đèn là biểu tượng nhắc nhở chúng ta cái giáo pháp căn bản trong cuộc sống của mình, như là nhân quả, trí tuệ, định tĩnh, vân vân. Hiểu được như vậy mình làm mà mình không vướng vào vòng mê tín. Thắp một cây hương cho Phật, cúng dường nhưng mà không vướng vào mê tín. Nhang công không công không quan trọng. Rồi thậm chí nhang tàn, nhang hết không quan trọng. Có nhiều khi mình tin tưởng cái gì mình cũng nghĩ rất là tiêu cực. Thắp cây hương lên, cắm vô, trong 2 phút sau cây hương nó tắt. Chết rồi, không biết tôi có chuyện xui gì mà tôi thắp nhang, nhang tắt. Mình thắp không kỹ thì nhang nó tắt. Hoặc là cây hương đó người ta nhồi cái bột nó chưa có ấy thì nó tắt. Chứ có cái gì đâu mà xui xẻo. Rồi mình cứ lúc nào mình cũng hù dọa mình bằng những cái chuyện như vậy là rõ ràng mình mê tín, rõ ràng là mình tà kiến. Đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện gọi là thắp nhang bị tắt, thắp đèn bị tắt, tôi tụng kinh cái tự nhiên đó nó rớt xuống, hay là cầm chuỗi chuỗi đứt rồi đó. Đừng có quan tâm mấy cái đó, đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện như vậy, rồi người ta nhìn đạo Phật bằng một cái hình ảnh nó không có đúng. Mà đạo Phật không hề có những cái đó. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong đời sống tu hành của ta đều là những phương tiện hầu giúp chúng ta có cái điểm tựa chúng ta trở về. Ví dụ như nói Đức Quan Âm, thì quý vị đi tìm một dáng người nữ theo cái xưa nay mình thấy để quý vị lại có cái chỗ hướng về Đức Quan Âm. Nhưng mà thật ra Đức Quan Âm đâu phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử, một thái tử tu thành Bồ Tát. Nhưng mà cái hạnh của vị thái tử này là lòng từ bi. Vì vậy mà hễ mà Đức Quan Âm lọt qua tới nước Á Đông như là Trung Quốc và Việt Nam, thì nước hai cái nước này lại phối hợp cái thân tướng Đức Quan Âm bằng cái thân tướng của người nữ. Chứ thật Đức Quan Âm không phải người nữ, nhưng mà bởi vì cái hạnh tu của ngài là hạnh từ bi, thì mình lại nói rằng hạnh từ bi là hạnh của một người mẹ thương con, cho nên mình tạo Đức Quan Âm thành một người nữ. Rồi cái bây giờ mình đi đâu cũng kêu Phật bà, Phật bà Quan Âm. Mà thật tình mà nói, đã là Phật là tự tánh giác ngộ, chứ nó có phải cái tướng Phật đâu mà tướng nam tướng nữ. Cho nên không gọi là Phật bà. Phật bà là những dân gian bình thường người ta không hiểu, người ta gọi là Phật bà Quan Âm. Chứ còn mình Phật tử thuần thành không nên gọi Phật bà Quan Âm, mà gọi là Đức Bồ Tát Quan Âm. Mà khi mình hiểu được cái tướng người nữ này không phải là thật một thương nữ, ngài là một, nếu nói là thân tướng thì ngài là nam, nhưng mà bởi vì qua tới đất nước Trung Quốc, Việt Nam thì ngài là thanh nữ, là bởi vì mình lấy cái người mẹ biểu tượng cho đức tính từ bi của ngài. Ngài cả Đức Di Lặc. Đức Di Lặc đâu phải cái tướng bụng bự tròn do mà quý vị thấy đâu, cái đó không phải Phật Di Lặc. Nhưng đó là cái tướng của một vị hòa thượng
ở bên Trung Quốc, đi đâu ông cũng cầm cái túi vải có kẹo cho người ta, rồi không ai biết tên ổng là gì, cho nên người ta gọi ổng là Bố Đại Hòa Thượng. Nhưng mà rồi một ngày kia ông sắp mất, ông có di chúc lại cho mọi người biết đây ông là hóa thân của Di Lặc. Từ đó người Trung Hoa mới lấy cái hình ảnh của cái Bố Đại Hòa Thượng đó tạo ra cái hình để gọi là Phật Di Lặc. Mà thậm chí bây giờ chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi cũng chưa đúng nữa. Bởi vì Ngài có thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phật. Trong kinh nói là Ngài chừng nào mới làm Phật? Trong tương lai. Tương lai mới làm Phật, mà tại sao giờ mình gọi Phật? Cho nên trong kinh không bao giờ có cái chữ nào là lúc bấy giờ Phật Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy. Nếu quý vị đọc kỹ chút, quý vị có thấy lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, chứ không có Phật Di Lặc. Mình gọi Phật Di Lặc là gọi hơi sớm, tức là mình gọi chưa đúng cái nhưng mà cũng không sao, nhưng mà nếu phân tích cho mình hiểu là nó vậy, gọi cho đúng là gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên thôi, cuối cùng thì có bài chỉ muốn thưa với đại chúng rằng hôm nay chúng ta đủ duyên ghi lại một số câu hỏi liên hệ tới trong đời sống tu học tín ngưỡng Phật pháp của mình, có những cái câu nó thuần túy thuộc về những cái đức tin, những cái gì mình tin, nhưng mà bị người ta nói nhiều quá là nữa mình cũng bị phân tâm, không biết tin gì có đúng không, thì cứ việc hỏi, nhờ hỏi như vậy mà bản thân mình cũng được sáng tỏ hơn, mà bạn bè của mình, người đồng tu của mình cũng được sáng tỏ từ cái câu nói của mình. Thì dĩ nhiên là trong khi trả lời thì chắc chắn có một vài câu hỏi nào đó có và chưa đáp ứng được hết những gì mà quý vị muốn, thì xin nhờ lại chư vị tôn đức khác giúp cho quý vị hiểu sâu hơn. Còn Pháp Hòa thì hiểu biết tới đó thì chỉ nói tới đó thôi. Mong đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là một lần nữa chúng con thành kính hướng về Hòa Thượng.